Thiên Đạo Đồ Thư Quán, Trương Huyền. Chương 3621, ngươi quá yếu. Nếu như không phải mạnh như vậy, bị khuất nhục liền chịu, chỉ có thể chịu đựng. Nhưng đối phương rõ ràng không phải đối thủ, còn muốn để hắn chịu nhục, khẳng định không được a hát. Nhưng bây giờ đánh ngất xỉu, hơi xử lý không tốt, phiền phức càng lớn. Hai con đường, thứ nhất, giết, hủy thi diệt tích. Bất quá, đối phương đi vào tàng thư khố, lại cùng ta chung một chỗ đi vào tĩnh thất, thật muốn biến mất, rất dễ dàng bị người tra ra. Thứ hai, ép nàng lập xuống khế ước, không cho phép nói ra bí mật. Xem ra chỉ có thể đi loại thứ hai. Dừng lại một chút, ngón tay Trương Huyền điểm một cái, một đạo thiên đạo chân khí chui vào trong cơ thể đối phương, lần nữa nhẹ nhàng phất một cái, nữ hài hôn mê chậm rãi tỉnh lại. Ngươi là đệ tử hạch tâm, ta không muốn giết ngươi, nhưng ngươi phải thề, không thể. Thấy nàng mở mắt, Trương Huyền đang muốn khống chế thiên đạo chân khí, để đối phương ngoan ngoãn nghe lời, chỉ thấy trong mắt nữ hài lóe lên vẻ hưng phấn, ủng ục bò dậy, quỳ mọp xuống đất. Trương sư huynh, ta, không đúng, Trương sư thúc, ngươi có thể dạy ta kiếm pháp hay không? Chỉ cần ngươi truyền thụ cho ta kiếm pháp, để cho ta làm cái gì cũng được. Sư thúc, Trương Huyền ngẩn ngơ, lời muốn nói nuốt đến trong miệng. Là chó sao? Trở mặt nên quá nhanh a. Mới vừa rồi còn chém chém giết giết, nhất định phải giết chết bản thân, thời gian nháy mắt liền như thế. Làm cái gì? Lại nói, danh xưng sư thúc này, người từ nơi nào luận? Bất quá, mục đích của hắn là làm cho đối phương không nói ra bí mật của mình, chỉ cần có thể giữ mồm giữ miệng, xưng hô như thế nào cũng không đáng kể. Trầm tư một chút nói. Ngươi thật muốn ta truyền thụ cho ngươi kiếm pháp. Bạch Nguyễn Khanh liên tục gật đầu. Trong nháy mắt bị đập choáng, nàng liền xác nhận, trước mắt khẳng định là ta rất biết điều, cũng chỉ vị này, tùy tiện phá giải Trầm Tuyết kiếm pháp của nàng, thậm chí tu vi bạo tăng cũng không thèm quan tâm. Kiếm pháp của người này, so với Phong lão còn cường đại hơn không biết gấp bao nhiêu lần, có thể theo hắn học tập, kiếm thuật nhất định biến chuyển từng ngày, không cần tiếp tục lo lắng mấy vị biến thái của hạch tâm, thậm chí vượt qua cũng chưa biết chừng. Loại cơ hội này, sao có thể bỏ lỡ? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Muốn ta truyền thụ cho ngươi kiếm chiêu cũng không phải không thể, nhưng ta có một điều kiện. Minh Lý Chi nhãn vận chuyển, thấy đối phương nói chân tâm thật ý, không có chút ngụy trang nào, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm nói. Ta làm người biết điều, không muốn thân phận chân thật của mình tiết lộ ra ngoài, nếu ngươi có thể bảo vệ bí mật này, ta có thể bảo đảm, để kiếm thuật của ngươi, trong thời gian ngắn đại tăng, trở thành hạch tâm đệ nhất nhân, dễ như trở bàn tay. Sư thúc yên tâm. Thấy bị nhìn thấu tâm tư, khuôn mặt Bạch Nguyễn Khanh đỏ lên, sống lưng thẳng tắp, bàn tay giơ lên, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Bạch Nguyễn Khanh ta thề, tuyệt không tiết lộ nửa điểm tin tức của sư thúc, nếu như làm trái, nguyện bị vạn tiễn xuyên tâm mà chết. Thấy nàng chủ động thề, hơn nữa chính thức như vậy, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Trong khoảng thời gian đi tới thượng thương này, cũng coi như biết rõ. Thề với thần linh, là không ai dám làm trái, một khi vứt bỏ. Vô cùng có khả năng bị thần linh thăm dò, từ đó hạ xuống trừng phạt. Đương nhiên, chỉ là nói như vậy, cụ thể thế nào, liền không được biết rồi. Trước đó ngươi giảng giải chiêu kia cho Lưu Lộ Kiệt không đúng, hiện tại ta nói với ngươi một chút. Trương Huyền trước kìm nén khó chịu, nói ra một lần. Nghe xong giải thích, Bạch Nguyễn Khanh kích động đến thân thể mềm mại run rẩy. Nằm mơ cũng không dám nghĩ, kiếm pháp còn có thể dùng như vậy. Đơn giản như vậy. Lại phát huy ra lực lượng vượt quá tưởng tượng. Tốt, ngươi ở đây từ từ lĩnh ngộ, ta tiếp tục xem sách. Thấy đối phương rơi vào suy nghĩ, từng chiêu không ngừng thí nghiệm, Trương Huyền xoay người đi ra ngoài. Lần nữa trở lại trước kệ sách, tiếp tục xem sách, một canh giờ sau, tất cả thư tịch toàn bộ khắc sâu vào trong óc. Chính xác. Hô nhỏ một tiếng, công pháp tu luyện liên quan tới hư tiên cảnh lập tức hội tụ vào một chỗ, hình thành một quyển sách. Mở ra nhìn một lần. Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Giống như suy đoán, thư tịch nơi này, nhẹ nhõm tạo thành thiên đạo công pháp hư tiên cảnh hoàn chỉnh, nói cách khác, chỉ cần đủ tiên nguyên đan, có thể trực tiếp đột phá, trở thành cường giả hư tiên cảnh. Thậm chí công pháp chân tiên cảnh, cũng tạo thành một nửa. Trở về lại đột phá. Nhìn đồng hồ, đi vào thư viện đến bây giờ, đã tiếp cận 3 canh giờ, Trương Huyền duỗi lưng một cái, lần nữa tới trước tĩnh thất, đẩy cửa đi vào. Mới vừa vào đi, liền thấy kiếm khí gào thét,
Bạch Nguyễn Khanh đang thí nghiệm kiếm chiêu trước đó truyền thụ. Trường kiếm quét ngang, thoạt nhìn chậm chạp, lại tạo thành một bình chướng đặc thù, phong tỏa ngăn cản không khí trước mặt, làm cho không người nào có thể tới gần. Cùng thời khắc đó, kiếm khí đột nhiên nổ lên, cắt chém về phía trước. Lực lượng tựa như dao long. Không tệ. Trương Huyền âm thầm gật đầu. Mới luyện hơn một canh giờ, cô bé này đã ra dáng, tuy kém hắn một đoạn rất lớn, nhưng cũng có 6-7 phần uy lực. Sư thúc. Thấy hắn đi vào, Bạch Nguyễn Khanh dừng lại tu luyện, vội vàng ôm quyền. Kiếm pháp của đối phương, càng luyện càng biết mạnh mẽ, giờ phút này đã phục sát đất. Trước đó còn nghĩ muốn gả cho đối phương, giờ phút này hoàn toàn mất hết ý nghĩ. Loại người ưu tú này, căn bản là nàng không xứng. Ta xem sách xong, muốn trở về tu luyện. Trương Huyền bàn giao. Sự tình của ta, hy vọng ngay cả Gia Gia, còn có phong lão của ngươi cũng không được nói ra. Vâng. Bạch Nguyễn Khanh liên tục gật đầu. Bí mật này đương nhiên là bản thân nàng biết tốt nhất, nếu không, người người đều chạy tới bái sư. Còn làm sao có thể một tiếng hót lên làm kinh người, trở nên nổi bật. Vậy là tốt rồi. Thấy nàng đáp ứng, Trương Huyền gật đầu. Dù sao trong cơ thể đối phương còn có một đạo chân khí của mình, cũng không sợ lặng lẽ làm loạn. Sư thúc, không vội đi, không có gì bất ngờ xảy ra, phong lão hẳn đang canh giữ ở trên đường trở về, tính toán thăm dò thực lực cùng kiếm pháp của ngươi. Thấy sư thúc muốn đi, Bạch Nguyễn Khanh cắn môi, vội vàng nói. Thăm dò ta. Trương Huyền nghi ngờ. Chẳng lẽ tiết lộ thân phận? Coi như tiết lộ, cũng phải trưởng lão nội môn tìm kiếm, không cần đến phong lão ra tay a. Là thuốc của ngươi chữa khỏi thương thế của Gia Gia, lão nhân gia tính toán thu ngươi làm đệ tử, lại sợ thực lực ngươi quá yếu, cho nên để phong lão tới thăm dò một chút. Bạch Nguyễn Khanh vội nói. Trương Huyền giờ mới hiểu được. Khó trách nữ nhân này, vừa đến liền muốn động thủ, lại muốn ép bản thân xưng sư tỷ. Là sợ Gia Gia nàng thu mình làm đồ đệ, chẳng biết tại sao nhiều ra một vị sư thúc. Như vậy cũng giải thích, muốn bản thân truyền thụ kiếm thuật, nhưng vì sao không xưng hô sư phụ, mà là sư thúc. Phong lão, tu vi gì? Trương Huyền nhìn không được hỏi. Vị trước mắt này, coi như khôi phục thực lực, dựa vào hắn năng lực vượt cấp khiêu chiến, chỉ cần chiếm được tiên cơ, đồng dạng có thể nhẹ nhõm đánh bại, nhưng thực lực của phong lão cụ thể cao bao nhiêu, hắn không rõ ràng. Chỉ sợ muốn làm như vậy, gần như không có khả năng làm được. Hắn giống như Gia Gia, là cường giả tiên quân cảnh. Bạch Nguyễn Khanh nói, tiên quân, khóe miệng Trương Huyền co quắp. Hắn nhất định sẽ ra tay. Tiên quân cảnh, tiên tri quân vương, thực lực trưởng lão hạch tâm mới có, mặc dù tu vi hắn tiến nhanh, nhưng gặp loại cường giả cấp bậc này, cũng có thể chạy bao xa liền chạy, căn bản không có khả năng chiến thắng. Vâng, Bạch Nguyễn Khanh gật đầu. Gia Gia tự mình bàn giao, phong lão không có khả năng từ chối. Trương Huyền suy nghĩ. Đè thấp tu vi thăm dò, cùng cấp bậc bản thân thắng được, khẳng định sẽ bại lộ thân phận ta rất biết điều, tu vi hiện tại, lại không đủ để làm cho đối phương im miệng không nói. Mà thắng không nổi, Bạch Diệp trưởng lão lại vô cùng có khả năng thu làm đệ tử. Nhưng hắn không nguyện ý trở thành học sinh người khác. Thật muốn làm như vậy, ở danh sư đại lục cũng không biết bái bao nhiêu người làm sư. Như vậy đi, ta cần ngươi phối hợp ta diễn một tuồng kịch. Dừng lại một chút, Trương Huyền nói. Tốt, không chần chờ chút nào, Bạch Nguyễn Khanh gật đầu đáp ứng. Thảo luận xong, Trương Huyền một thân một mình đi ra tàng thư các, một đường phi nhanh, từ sơn mạch của đệ tử Hạch Tâm, chạy như bay về nội môn. Không mượn thánh thú phi hành, chỉ bằng vào đi đường mà nói, đại khái phải đi một canh giờ. Một đường tiến lên. Trương Huyền tận lực khống chế tốc độ ở phá toái hư không đỉnh phong bình thường. Đi gần nửa canh giờ, đi tới một vị trí không có bóng người, đột nhiên cảm thấy bốn phía có lực lượng nồng đậm áp bức tới, vội vàng dừng bước, ngay sau đó nhìn thấy một bóng người tuổi trẻ, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mắt. Chính là Bạch Phong chờ ở chỗ này. Đã sử dụng dịch dung đan, dung mạo hoàn toàn thay đổi. Bất quá ở dưới minh lý chi nhãn chiếu rọi, tướng mạo có thể thấy rõ ràng. Phần phật. Không có bất kỳ lời gì, Bạch Phong nhấc tay, một thanh trường kiếm đâm tới. Tu vi sớm đã áp chế tương đồng, đều là phá toái hư không đỉnh phong. A hát, ngươi là ai, tại sao muốn động thủ với ta? Nơi này là Lăng Vân kiếm các. Dường như không nghĩ tới đối phương sẽ trực tiếp ra tay, Trương Huyền sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, liên tiếp lui về phía sau, dưới chân mềm nhũn, té ngã trên đất. Hô,
Trường kiếm của Bạch Phong đã đáp lên trên cổ của hắn. Mày nhăn lại, vẻ mặt Bạch Phong khó coi. Thật vất vả lão gia muốn nhận đệ tử, không nghĩ tới vị này thực lực kém như vậy. Dưới tình huống cùng cấp bậc, lực lượng dùng không đến một thành, liền bị đánh bại dễ dàng. Loại người này, coi như thật thành đệ tử của lão gia, khẳng định cũng sẽ mất mặt xấu hổ. Cầm lấy kiếm của ngươi, không ngăn được chiêu kiếm của ta, ngày hôm nay chỉ có một con đường chết. Lùi về sau một bước, Bạch Phong lạnh lùng nói. Phong lão, ta tới đi. Ngay lúc này, một nữ tử mặc áo trắng, che mặt xuất hiện ở trước mắt. Nghe được truyền âm, Bạch Phong biết là tiểu thư, nhíu mày, cuối cùng lui về sau một bước. Phần phật. Bạch Nguyễn Khanh tiến về phía trước một bước, ném ra một thanh kiếm, rơi vào trước mặt Trương Huyền, ngay sau đó một kiếm đâm tới. Trương Huyền vội vàng cầm lấy trường kiếm, dung ra một đạo kiếm hoa, thi triển kiếm chiêu giống thật mà là giả, vừa nhìn liền biết không có khắc khổ tu luyện. Không chỉ thực lực không mạnh, chân khí còn quá yếu, trường kiếm trong tay của hắn bị trường kiếm của nữ hài đụng một cái, lập tức rời khỏi tay, cắm vào trên mặt đất cách đó không xa, phát ra thanh âm vo ve. Trường kiếm rời tay, lại không còn sức phản kháng, thân thể Trương Huyền cứng đờ, lần nữa bị trường kiếm để ở trên cổ. Ngươi! Bạch Nguyễn Khanh lắc đầu, thu trường kiếm lại, xoay người đến trước mặt Bạch Phong, ánh mắt lộ ra thất lạc nhàn nhạt, âm thanh để lộ ra thất vọng nồng đậm. Quá yếu! Hết chương 3621. Chương 3622. Diễn kịch. Ta! Vẻ mặt đỏ lên, Trương Huyền đứng tại chỗ, chân tay luống cuống. Phong lão, chúng ta đi thôi. Bạch Nguyễn Khanh nói. Phong lão nhíu mày, cuối cùng vẫn lên tiếng, thân thể hai người run rẩy, biến mất tại nguyên chỗ. Hẳn là lừa qua. Thấy bọn họ đi xa, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không muốn làm đệ tử trưởng lão gì. Nếu Bạch Diệp trưởng lão nguyện ý bái sư, ngược lại có thể thua một chút. Cho nên cùng Bạch Nguyễn Khanh liên hợp diễn kịch, cùng cấp bậc cố ý đánh không lại đối phương, như vậy cho thấy thực lực yếu. Bạch Nguyễn Khanh tự mình trở về trình báo, Bạch Diệp trưởng lão liền rất có thể sẽ từ bỏ ý nghĩ thu đồ. Cho dù không cách nào ngăn cản, kiếm thuật yếu như vậy, khẳng định cũng có thể trì hoãn sự tình thu đồ. Giải quyết vấn đề, Trương Huyền cấp tốc chạy như bay về nội môn. Thiện Hiểu Thiên vẫn đang luyện kiếm, Triệu Tam thiếu gia kiếm đã luyện đến xuất thần nhập hóa, nắm giữ chín thành ý vị, hiện tại có đủ tiền, cho hắn mấy viên tiên nguyên đan hạ phẩm, lại chỉ điểm một hồi, tu vi cũng có đột phá. Thuận lợi tấn cấp đến cổ thánh nhị trọng. Còn Tào Thành Lập, mặc dù háo sắc, trên việc tu luyện lại cố gắng hơn Tôn Cường nhiều. Thân là sơn tặc, biết tầm quan trọng của tu vi, có đủ đan dược, công pháp cấp bậc cao, tiến bộ liền cực nhanh. Trên đường tới thêm vào tiến nhập sơn môn, ngắn ngủi chừng 10 ngày, tu vi đã đột phá đại thánh tam trọng, rảo bước tiến lên tứ trọng, không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng vài ngày, liền có thể xung kích cổ thánh. Bàn giao hai người vài câu, để cho bọn họ tiếp tục tu luyện, bản thân thì lần nữa về phòng. Nên đột phá. Dùng thông thần ngọc phù thứ hai, Trương Huyền mua chọn 100 viên tiên nguyên đan trung phẩm, lúc này mới mở ra thiên đạo công pháp, ổn định lại tâm thần chuẩn bị tu luyện. Đan dược đi vào trong cơ thể, hóa thành từng đạo linh khí, chạy ở trong kinh mạch, trước đó liền đạt đến phá toái hư không đê không ỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá, giờ phút này có công pháp, không còn bất kỳ do dự. Tất cả ràng buộc nhẹ nhõm phá vỡ, lực lượng phát sinh thuế biến. Hơn 10 phút phía sau, lực lượng liền tích góp đến cực điểm, ầm một tiếng, phá vỡ ràng buộc, đạt đến hư tiên chi cảnh. Tiếp tục nuốt đan dược vào. Thiên đạo công pháp tiêu hao rất nhiều tiên nguyên đan, bất quá giờ phút này hắn tải đại khí thô, cũng không quan tâm. Chỉ cần cảm thấy lực lượng kém, liền nuốt, thiên đạo công pháp cấp tốc vận chuyển, tu vi liên tục tăng lên. Hư tiên cảnh sơ kỳ. Hư tiên cảnh trung kỳ. Một canh giờ sau, đã tăng lên chọn một đại cấp bậc, đạt đến hư tiên cảnh đỉnh phong. Lúc này, mua sắm 100 viên tiên nguyên đan trung phẩm, cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Hơn nữa, loại đan dược cấp bậc này, đối với hắn tu luyện, dường như không còn hiệu quả quá lớn, còn muốn tấn cấp, chỉ sợ cần đan dược cao hơn mới được. Nhất niệm thông suốt, hồn như chân kim, hỏa luyện vô hại. Đây là hư tiên. Cảm nhận được lực lượng trong cơ thể biến hóa, Trương Huyền cực kỳ vui vẻ. Tuy chỉ đột phá một đại cấp bậc, nhưng thực lực gia tăng là không có gì sánh kịp. Hư tiên cảnh, cùng phá toái hư không, có chất chênh lệch, là thánh cùng tiên khác nhau, bất luận tuổi thọ hay lực lượng, đều hoàn toàn khác biệt.
nếu như trước đó sử dụng là chân khí, mà bây giờ đã là tiên lực. Lực lượng tiên gia, có thể đánh ngất xỉu Bạch Nguyễn Khanh, thật đúng là may mắn. Cảm nhận được lực lượng bây giờ, nhớ tới trước đó có thể đánh ngất xỉu Bạch Nguyễn Khanh, Trương Huyền âm thầm vui mừng. Không phải chiếm được tiên cơ, mặc cho đối phương khôi phục lực lượng mà nói, thua khẳng định là bản thân. Không nói chân tiên, chỉ nói hư tiên, liền mạnh mẽ hơn phá toái hư không không chỉ gấp 10 lần. Tu vi bạo tăng, lĩnh ngộ thần chi kiếm ý càng cao thâm hơn, thi triển ra chiêu kiếm pháp này, chân tiên cảnh đỉnh phong cũng có thể tùy tiện xóa bỏ. Còn tiên quân, chưa hề giao thủ qua, cũng không thấy bọn họ động thủ, lực lượng cụ thể biết không nhiều, chỉ từ thư tịch ghi lại suy luận, tạm thời hẳn là còn không phải đối thủ. Ngoan nhân cùng phân thân cũng nên đột phá. Lại mua đủ đan dược, thả phân thân cùng ngoan nhân ra tu luyện. Còn hồ lô, sau khi nuốt 100 viên tiên nguyên đan trung phẩm, dường như còn xa xa không đến tình trạng khôi phục, thấy Trương Huyền thả hắn ra, liền khóc lóc hô hào muốn ăn. Chê nó ồn ào, liền ném vào chữ vật giới chỉ, chẳng muốn tiếp tục chú ý. Hắn một người ngay thẳng như vậy, thật không biết tạo cái nghiệt gì, thu phục một sủng vật ăn hàng như vậy. Mấu chốt nhất là, trừ nước tắm có thể chữa thương ra, không biết đến cùng có tác dụng gì. Lần sau thực sự không được, tìm cường giả tiên quân chém thử một chút, chết đáng đời, chém không ra. Có thể cân nhắc xem như lá chắn, về sau cùng người chiến đấu, đặt ở phía trước bị đánh cũng không tệ. Bên này Trương Huyền tu luyện, Bạch Nguyễn Khanh cùng Bạch Phong đã trở lại tiểu viện của Bạch Diệp trưởng lão. Thế nào? Thấy hai người trở về, Bạch Diệp trưởng lão hỏi. Tiểu thư tự mình ra tay thăm dò, vẫn là tiểu thư nói đi. Bạch Phong lui về sau một bước. Ra ra, Trương Huyền này kiếm pháp cực kém, ngay cả kiếm pháp cơ sở nhất cũng thi triển không tốt, dưới tình huống cùng cấp bậc, ta tùy ý thi triển một bộ kiếm pháp liền chế trụ hắn. Căn bản không có tư cách làm học sinh của ngươi. Bạch Nguyễn Khanh vội nói. Nói ra câu nói này, trong lòng khâm phục sư thúc lại tăng lên mấy phần. Trong tông môn, muốn trở thành đệ tử ra ra nhiều vô số kể. Vị sư thúc này vậy mà từ chối, không tiếc phiền toái như vậy. Thật sự là quá vô danh. Loại tính cách này, khẳng định là tấm gương của chúng ta. Bạch Diệp trưởng lão nhíu mày. Đây là vừa rồi ta dùng ngọc tinh ghi chép lại tình huống chiến đấu, ngươi nhìn. Bạch Nguyễn Khanh nói xong, lấy ra một ngọc tinh đưa tới. Nhận lấy tinh thạch, ngón tay Bạch Diệp trưởng lão điểm một cái, cảnh tượng lập tức xuất hiện ở phía trước, rất mau nhìn xong. Ta không có lừa gạt ngươi chứ. Thực lực của hắn quả thực không được, ra ra muốn thu hắn làm đệ tử mà nói, ta sợ sẽ mất đi uy nghiêm. Bạch Nguyễn Khanh nói, ta đã biết, ngươi đi xuống trước đi, ta còn có việc cùng Tiểu Phong thảo luận. Mặt không hề cảm xúc, Bạch Diệp trưởng lão nói. Vâng, Bạch Nguyễn Khanh không nói thêm lời, xoay người rời đi. Nàng vừa rời phòng, Bạch Diệp trưởng lão liền nhìn tới. Ngươi thấy thế nào? Ta tự tin ngụy trang không có bất kỳ sơ suất gì. Nhưng đối phương thật giống như sớm biết ta sẽ xuất hiện, ánh mắt thoạt nhìn hoảng loạn, trên thực tế lại cực kỳ trầm ổn, không lo lắng bị giết chút nào. Bạch Phong dừng lại một chút nói. Hắn cùng lão gia đều là tiên quân cảnh, mặc dù đối phương che giấu rất tốt, vẫn bị tùy tiện nhìn ra. Nếu như là thật sợ hãi, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp chạy trốn, hoặc đưa tin ra ngoài, mà không phải bộ dáng này. Bạch Diệp trưởng lão gật đầu. Hắn cùng đối phương cách nhìn nhất trí. Cái kia, lão gia, Bạch Phong nói, cháu gái này của ta, bị ta làm hư, làm việc từ trước tới nay lỗ mãng, lúc học tập kiếm pháp cơ sở từ trước tới nay không vững chắc, lần này lại có thể chạy tới, cùng người tỉ thí, thậm chí còn thi triển ra kiếm chiêu có linh tính như vậy, muốn nói nàng cùng Trương Huyền không có sớm giao lưu, ta cũng không tin. Vuốt vuốt râu mép, Bạch Diệp trưởng lão cười khổ. Sớm đã giao lưu, lão gia có ý tứ là. Bạch Phong nhíu mày. Ngươi đi rồi, nhà đầu này cũng đi, ta thuận tiện tìm người điều tra một chút, nàng đi tàng thư các, cùng Trương Huyền đi vào tĩnh thất, đợi chừng nửa canh giờ. Cổ tay khẽ đảo, Bạch Diệp trưởng lão ném qua một cái ngọc bài. Bạch Phong vội vàng nhận lấy, liếc mắt nhìn, khóe miệng nhịn không được co lại. Một nam một nữ, dùng chung một gian tĩnh thất, hơn nữa còn lâu như vậy, sẽ không phải là có cái gì chứ. Lão gia nghi ngờ, tiểu thư cùng Trương Huyền này có quan hệ gì? Bạch Phong nhìn không được hỏi. Mấy ngày nay, người lặng lẽ đi theo phía sau nàng, nhìn nàng muốn làm gì, có tin tức, lập tức trình báo cho ta. Còn có vị Trương Huyền kia, cũng lưu tâm nhiều một ít. Một đệ tử nội môn,
vậy mà có thể để cho cháu gái không sợ trời, không sợ đất của ta ngoan ngoãn nghe lời, phối hợp hắn diễn kịch, thật muốn biết, đến cùng có dạng mị lực gì. Bạch Diệp trưởng lão nhẹ nhàng cười một tiếng. Có thể trở thành tam đại trưởng lão của Lăng Vân Kiếm Các, Bạch Diệp trưởng lão tuyệt không phải tu vi cao đơn giản như vậy, nhãn lực cũng cực kỳ hơn người. Cháu gái nghe xong tin tức bản thân muốn thu đồ, xoay người rời đi, hắn sợ gây ra loạn gì, liền đặc biệt phái người đi theo. Về sau chuyện phát sinh ở tàng thư khố, tự nhiên liền biết. Đơn độc ở chung nửa canh giờ, thời điểm Bạch Phong đi ra, lại đột nhiên xuất hiện, nói đối phương rất kém cỏi. Ngu nữ cũng biết, khẳng định có vấn đề. Bạch Phong gật đầu, xoay người muốn rời khỏi. Không nên áp sát quá gần, không nên bị nàng phát hiện, nếu không, nhà đầu này khẳng định lại muốn làm ầm ĩ. Mặt khác, tra lai lịch cùng thân phận của Trương Huyền. Trong tất cả đệ tử nội môn, thật giống như không có tên của hắn. Bạch Diệp trưởng lão lần nữa xua tay. Vâng. Bạch Phong xoay người rời đi. Bạch Nguyễn Khanh không biết, cùng sư thúc diễn trò đã để lộ, giờ phút này đang ở trong phòng của mình, tiếp tục luyện kiếm. Liên tục mười mấy chiêu, đôi mi thanh tú của nàng nhăn nhăn. Sư thúc truyền thụ kiếm chiêu, cực kỳ cao minh, vừa mới bắt đầu lý giải rất nhanh, tiến bộ cũng rất lớn, nhưng càng về sau, lý giải càng thêm khó khăn. Tìm hắn hỏi một chút. Lại tu luyện hơn một canh giờ, cảm giác không có cách nào tiến bộ, cắn răng, bước lên lưng thú, thẳng tắp bay về phía đệ tử nội môn. Trước đó rời đi, đặc biệt hỏi thăm qua đối phương ở nơi nào, phương hướng cụ thể đã biết. Thời gian không dài, đi tới bên ngoài tiểu viện, từ trên lưng thú nhảy xuống, gõ gõ cửa sân. Kẹt kẹt. Một trung niên ra đón, thấy dung mạo của nàng, ánh mắt sáng lên. Ngươi là... Ta đến tìm Trương Huyền sư, sư đệ. Bạch Nguyễn Khanh nói. Sư thúc biết điều, không nguyện ý hiển lộ thân phận, cho nên trước người ngoài, nàng không dám xưng hô sư thúc. Tìm thiếu gia. Sửng sốt một chút, trung niên nhân giật mình. Người này dĩ nhiên chính là quản gia Tào Thành Lập. Vốn cho rằng nữ tử xinh đẹp như vậy tới tìm hắn, cao hứng hụt một hồi. Bất quá thiếu gia cũng rất lợi hại a hát. Vốn cho rằng hắn một bộ mặt lạnh ăn tiền, tính cách lại quái dị, đời này khả năng ngay cả người yêu cũng không tìm được, không nghĩ tới mới đến Lăng Vân Kiếm Các không đến một ngày, liền cấu kết một muội tử cực phẩm như vậy. Thật đúng là người không thể xem bề ngoài, đại dương không thể đo bằng đấu. Thiếu gia ở bên trong, mời. Nói một tiếng, vừa định bước qua ngưỡng cửa, đột nhiên nhớ tới cái gì, lảo đảo một cái, đổi thành chân phải đi vào. Hết chương 3622. Chương 3623. Bạch Nguyễn Khanh khiêu chiến hạch tâm, 1. Vừa bước một bước, Tào Thành Lập quay đầu nhìn nữ hài. Mong vị sư tỷ này thứ lỗi, thời điểm bước qua khung cửa, xin dùng chân phải. Bạch Nguyễn Khanh. Đây là thiếu gia quyết định quy củ, mong được tha thứ. Tào Thành Lập tràn đầy chân thành. Bạch Nguyễn Khanh nhíu mày, suy nghĩ một chút, vẫn không dám làm trái, chân phải vượt qua ngưỡng cửa đi vào. Vừa tiến vào tiểu viện, lập tức nhìn thấy một thiếu niên đang luyện kiếm, trên đầu tràn đầy mồ hôi, hẳn là luyện quá lâu. Cái kiếm pháp này, đứng tại chỗ nhìn một hồi, thân thể Bạch Nguyễn Khanh cứng nhắc, sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Vị trước mắt này, chỉ có 16-17 tuổi, hơn nữa tu vi chỉ là cổ thánh nhị trọng, hết sức bình thường, nhưng kiếm pháp liên miên không ngớt, chiêu số đơn giản, lại ẩn chứa đại đạo, tang thương cổ điển, thật giống như đắm chìm trong kiếm thuật, ít nhất lâu đến mấy chục năm. Thậm chí một ít chiêu số, so với Phong lão thi triển càng thêm lão luyện, huyền diệu hơn. Thiếu niên mười mấy tuổi, thi triển ra kiếm chiêu, kiếm ý có thể so với gia gia, nàng tu luyện kiếm pháp nhiều năm như vậy. Cảm giác ở trước mặt đối phương, giống như em bé ngây thơ buồn cười. Hắn, chính là Thiện Hiểu Thiên. Bờ môi trắng bệch hỏi. Hắn chính là Hiểu Thiên tiểu thiếu gia. Tào Thành Lập gật đầu. Hắn cùng Trương Sư, đệ, học tập kiếm thuật bao lâu? Nhìn không được nhìn qua. Kiếm thuật cao minh như vậy, chẳng lẽ tên này vừa ra đời liền cùng Trương Sư thúc học tập? Bao lâu? Bẻ ngón tay, Tào Thành Lập nghĩ nửa ngày, duỗi ra năm ngón tay. Dừng lại một chút, lại rụt về hai ngón. Đại khái thời gian dài như vậy à? 3 năm, mới 3 năm đã lợi hại như vậy. Đồng tử co rút lại, Bạch Nguyễn Khanh giật nảy mình. Nàng từ 3 tuổi liền bắt đầu luyện kiếm, đến bây giờ đã tu luyện tiếp cận 20 năm. Trong khoảng thời gian này, gia gia cùng Phong lão tay nắm tay dạy dỗ, dùng vô số dược vật chân quý, mới có thành tựu như thế,
đối phương mới tiếp nhận chỉ điểm 3 năm, thoạt nhìn càng thêm cường đại hơn mình. Làm sao làm được? 3 năm. Tào Thành Lập sửng sốt một chút. Không phải a hát, 3 canh giờ. Thiếu gia mỗi ngày đều rất bận, mặc dù tiểu thiếu gia là học sinh của hắn, nhưng thời gian chỉ điểm tu luyện không lâu, bình thường đều là nói vấn đề trong tu luyện, sau đó cho cái ngọc bài tự mình học tập. Bởi vậy bái sư hơn 10 ngày, chân chính chỉ điểm, tính toán đâu ra đấy, không cao hơn 3 canh giờ. Giờ. Bạch Nguyễn Khanh lắc lư một cái, thiếu chút nữa ngất đi. Học 3 canh giờ, kiếm thuật cao minh như vậy. Miệng há mở, sắp điên cuồng. Bên này khiếp sợ nói không ra lời, cách đó không xa Thiện Hiểu Thiên nhìn thấy khách tới, mỉm cười, ngừng lại giải thích nói. Thật ra thì thời gian lão sư chân chính chỉ đạo ta, cũng chỉ hơn 1 canh giờ. 3 canh giờ, Tào quản gia nói nhiều. Đối phương có thể tìm tới nơi này, hơn nữa biết mình, chứng minh đã hiểu thân phận của hắn, không có gì có thể giấu giếm. 1 giờ. Khiếp sợ đến có chút mất cảm giác, Bạch Nguyễn Khanh qua một hồi thật lâu, mới mở miệng lần nữa. Ta có thể cùng ngươi tỉ thí kiếm pháp hay không? Đương nhiên có thể. Thiện Hiểu Thiên vội vàng gật đầu. Hắn vẫn luôn tự mình tu luyện, có người có thể tỉ thí, không thể tốt hơn. Bắt đầu đi. Áp chế tu vi đến cổ thánh nhị trọng sơ kỳ, cùng đối phương tương đồng, Bạch Nguyễn Khanh lấy ra trường kiếm. Hô! Thân thể mềm mại khẽ động, đâm về phía trước. Vừa rồi gặp qua đối phương luyện kiếm, biết ảo diệu vô tận, không dám khinh thường, vừa ra tay liền thi triển ra chiêu số mạnh nhất, tốc độ nhanh như thiểm điện. Ông! Ngay thời điểm nàng cho rằng hẳn có thể chiến thắng đối phương, Thiện Hiểu Thiên đột nhiên xuất thủ, ánh mắt hoa lên, sau đó. Sau đó, trên đầu chẳng biết lúc nào, nhiều ra một thanh kiếm. Vẻ mặt trắng bệch, không dám tiếp tục áp chế tu vi thời gian nháy mắt liền khôi phục lại chân tiên cảnh, hộ thể chân khí trùng kích, trường kiếm bị kích ra ngoài. Nếu không phải phá giải tu vi tốc độ nhanh, khả năng đầu đã bị xuyên thủng. Tất cả đều là mồ hôi lạnh. Thân thể Bạch Nguyễn Khanh cứng ngắc. Kiếm trong tay đối phương bắn ra thế nào, lại làm sao đi tới đỉnh đầu của nàng. Vậy mà mảy may không thấy. Nói cách khác, nếu quả thật cùng cấp bậc, người đã sớm chết. Đáng sợ. Tràn đầy hoảng sợ nhìn sang. Còn tưởng rằng vừa rồi đối phương tu luyện kiếm pháp rất lợi hại, nằm mộng cũng nghĩ không ra, chiêu phi kiếm này, càng thêm cường đại. Cùng cấp bậc, một chiêu thuấn sát. Ta luyện lâu như vậy. Chưa hề cùng người khác chiến đấu qua, không biết lực lượng mạnh yếu, lại thêm không thể tự do khống chế, thực xin lỗi. Thiện Hiểu Thiên vào đầu. Hắn vốn nghĩ, trường kiếm đâm qua liền dừng tay, không nghĩ tới lý giải đối với kiếm pháp vẫn quá yếu, căn bản không dừng được. May mắn nàng kia phản ứng nhanh, chân khí hộ thể ngăn lại, nếu không khách nhân mới đi đến, trên đầu cắm thanh kiếm đi gặp lão sư. Chắc là phải bị mắng chết. Học được một canh giờ, ta cùng cấp bậc không đỡ được. Bạch Nguyễn Khanh nuốt ngụm nước bọt, nhớ tới một việc. Ta cũng cùng Trương Sư Thúc học một hồi, hắn cũng truyền thụ ta phương pháp sử dụng kiếm. Tuy ta luyện qua loa, không được tinh túy, nhưng chiêu này uy lực lớn bao nhiêu. Mặc dù biết, chiêu giơ kiếm này rất lợi hại, nhưng chưa hề thí nghiệm, cũng không cùng người khác giao thủ, có muốn thử một chút hay không? Nghĩ đến cái này, liếc mắt nhìn Thiện Hiểu Thiên, cuối cùng lắc đầu. Nàng cũng không muốn lại bị kiếm của đối phương cắm vào đầu. Vừa rồi phản ứng nhanh, xem như không có việc gì, ngộ nhỡ thất thần, khả năng giờ phút này đã biến thành thi thể. Nơi này có gian phòng yên tĩnh không, an bài cho ta một gian. Ngẩng đầu hỏi, cái kia không người ở, người trước ở lại, lão sư đang bế quan, chờ hắn xuất quan, ta sẽ gọi ngươi. Thiện Hiểu Thiên chỉ, đệ tử nội môn, bởi vì cần hạ nhân chăm sóc, tiểu viện cư trú bình thường đều có 10 gian phòng, cực kỳ rộng rãi. Không nói thêm lời, Bạch Nguyễn Khanh đi vào gian phòng, chuẩn bị ổn thỏa, cổ tay khẽ đảo, lấy ra một cái thông thần ngọc phù. Thông thần ngọc phù của đệ tử Hạch Tâm. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiến vào bên trong. Đệ tử Hạch Tâm thi đấu khiêu chiến khác biệt nội môn, có thể công khai, cũng có thể tự mình tỉ thí. Lần trước ta ở giải thi đấu Hạch Tâm, chỉ xếp thứ 17, 16 Vương Hạo, ta không phải đối thủ. Giờ phút này có thể thử một chút. Đứng ở trong thông thần điện, mắt Bạch Nguyễn Khanh sáng lên. Nàng ở trong đệ tử Hạch Tâm, danh khí rất lớn, người người kính sợ, là bởi vì gia gia Bạch Diệp trưởng lão, trên thực tế thực lực chân thật ngay cả 10 vị trí đầu cũng không xếp hạng tới. Đặc biệt là trong Hạch Tâm, mấy biến thái ở top đầu,
rất nhiều trưởng lão cũng không nhất định là đối thủ. Lần trước đệ tử Hạch Tâm Đại Bỉ, nàng thua ở trong tay người thứ 16 Vương Hạo, cuối cùng chỉ là 17, vừa vặn có thể mượn tay hắn, đi thử kiếm thuật mà Trương Sư Thúc truyền thụ cho đến cùng thế nào. Tinh thần khẽ động, đi tới trước đài. Giúp ta phát ra lời mời, ta muốn khiêu chiến người thứ 16 Vương Hạo. Thời gian không dài, Vương Hạo đi tới nơi này, khóe miệng nâng lên. Làm sao đột nhiên muốn cùng ta tỉ thí? Chẳng lẽ mới học kiếm chiêu gì, cho rằng có thể thắng được ta? Không cần thử, nửa tháng trước mới so qua, ngươi không phải đối thủ. Ta là học được kiếm chiêu mới, muốn thử xem. Bạch Nguyễn Khanh cũng không có chối. Thua cùng lắm thì lần sau lại đến. Chiêu số của Trương Sư Thúc rốt cục mạnh đến mức nào, nàng chỉ là đơn độc tu luyện, không cùng người khác thử qua, tìm Vương Hạo, cũng chỉ là thí nghiệm một chút, còn có thể thắng hay không, trong lòng không rõ ràng. Nếu ngươi không quan tâm, vậy thì bắt đầu đi. Thấy bộ dáng của nàng, Vương Hạo nhẹ nhàng cười một tiếng, hai người tìm tỉ thí chàng tư mật, tiến vào bên trong. Đệ tử Hạch Tâm, mỗi một vị đều là tồn tại chói mắt nhất của tông môn, nắm giữ địa vị cực cao cùng vô số bí pháp, bởi vậy đệ tử nội môn sử dụng công khai thi đấu, đối với bọn hắn cũng không áp dụng. Dù sao một khi thất bại, sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Cho nên không ít người, sẽ ở thông thần điện mở tranh tài riêng tư, còn kết quả. Chỉ có song phương giao chiến biết. Vương Hạo nhìn qua. Bắt đầu đi. Phần phật. Trong khi nói chuyện, trường kiếm lay động, một đạo kiếm mang bổ xuống. Vị trước mắt này, mặc dù một mực thua hắn, nhưng dù sao cũng là cháu gái ruột của Bạch trưởng lão, thực lực cực mạnh, hắn không dám khinh thường, vừa ra tay liền thi triển ra chiêu số mạnh nhất. Kiếm mang bổ tới. Nhìn thấy đối phương thi triển ra chiêu này, Bạch Nguyễn Khanh sững sờ. Nàng học tập sơ kiếm, chính là nhằm vào loại chiêu số này, giờ phút này thi triển, thật đúng là ngủ gật đưa gối. Không có ngừng nghi, trước đó tu luyện mấy chục lần sơ kiếm, vạch ra. Ngươi cẩn thận, chiêu này của ta, tuy còn không có rèn luyện, nhưng uy lực hẳn rất khá. Nhẹ nhàng cười một tiếng, trường kiếm bay tứ tung, đang muốn nhắc nhở đối phương, lời còn chưa nói hết, liền cảm thấy phía trước bóng người run rẩy, lực lượng trên tay buông lỏng. Răng rắc, một cái đầu rơi ở dưới chân cách đó không xa, thi thể Vương Hạo nằm ở trên mặt đất. A, à, Bạch Nguyễn Khanh giật nảy mình. Chiêu này của nàng còn không có rèn luyện, mấu chốt nhất là, còn không có thi triển xong. Trước đó Vương Hạo vẫn luôn chiến thắng, đầu liền mất. Ngươi, chuyện gì xảy ra? Đang khó tin, Vương Hạo bị chém giết dùng một cái thông thần ngọc phù khác đi tới trước mặt. Nói thật, hắn cũng bối rối. Đối phương từ trước tới nay không phải đối thủ, lần này mới một chiêu liền bị chém đầu. Tự mình trải qua, cũng có chút phát điên. Ta cũng không biết. Bạch Nguyễn Khanh đờ đẫn. Nàng là thật không biết, chỉ là dần dần từng bước thi triển kiếm chiêu Trương Sư Thúc truyền thụ cho, nằm mơ cũng nghĩ không ra, chiêu số không dùng hết, đầu đối phương liền mất. Lại đến, lần này ta sẽ không thả lỏng, vừa ra tay liền dùng ra công kích mạnh nhất. Thấy bộ dáng này của nàng, còn tưởng rằng đang cố ý nhục nhã, Vương Hạo cao giọng gào thét, lần nữa rút trường kiếm lao đến. Hô hô hô, kiếm khí như gió, kiếm mang như nước. Có thể trở thành đệ tử Hạch Tâm, xếp hạng thứ 16, lý giải kiếm thuật cực mạnh, vừa ra tay liền làm người ta cảm thấy tuyệt vọng. Biết đối phương thi triển ra toàn lực, dùng chiêu số trước khẳng định không cách nào chiến thắng, Bạch Nguyễn Khanh cắn răng một cái, lần nữa phát huy giơ kiếm của Trương Sư Thúc truyền thụ. Lạch cạch, chiêu số còn không dùng hết, đầu Vương Hạo lại rớt xuống, lần này giống như bóng ra, lăn càng xa. Cái này, Bạch Nguyễn Khanh sững sờ. Dường như học chiêu này, đầu của đối phương cũng không quá kiên cố, tùy ý chém một cái, liền rơi mất. Hết chương 3623. Chương 3624, Bạch Nguyễn Khanh khiêu chiến Hạch Tâm 2. Sơn phong của đệ tử Hạch Tâm. Đường Viêm ở trong đó, tên tuổi lẫy lừng. Lần trước đại bỉ xếp hạng thứ 7, vô trần kiếm pháp ở ngoại giới càng rất có danh khí, để vô số người kính sợ. Đã từng một người một kiếm, đuổi một đạo tặc chân tiên cảnh đỉnh phong, ngang dọc Nam Bắc 50 vạn dặm, sư môn, thế lực sau lưng hắn, đều chém trừ tận gốc, từ đó danh chấn thiên hạ. Năm nay 51 tuổi, nhưng dung mạo thoạt nhìn giống như 20 tuổi, chân khí tinh thuần viên mãn, kiếm khí bất cứ lúc nào cũng sẽ phá thể mà ra, cho người ta một loại uy áp nồng đậm. Danh khí, địa vị, lực lượng cái gì cần có đều có. Hắn giờ phút này, đang đứng ở trong viện,
trường kiếm trong tay vạch ra từng đạo dấu vết, tựa như thư họa sư cao minh, đang tiến hành vẽ tranh, cho người ta một loại hưởng thụ tươi đẹp. Hô! Kiếm ngừng, thu kiếm mà đứng. Dấu vết vẫn bồng bềnh ở trên không, tựa như khói xanh. Hoa hoa! Một con chim rừng trong lúc vô tình bay vào trong đó. Bành! Giống như đi vào cối xay thịt, máu tươi bắn tung tóe, thời gian nháy mắt liền bị vỡ thành bột phấn, máu tươi chảy đầy đất. Chúc mừng sư huynh, vô trần kiếm pháp sốt cục đạt đến đại thành. Âm thanh vỗ tay vang lên, một thanh niên cười đi tới. Hạch tâm xếp thứ 8 Quách Nghị. Vị này thoạt nhìn chừng 20 tuổi, trên thực tế số tuổi thật sự cũng vượt qua 50. Sau khi đến hư tiên, tuổi thọ liền vượt qua 300, chân tiên cảnh, mặc dù tuổi thọ không có tăng thêm, lực lượng lại mạnh hơn, thanh xuân cũng duy trì càng lâu, bởi vậy 50, xem như thanh niên mà thôi. Khổ tu 30 năm, hôm nay rốt cục có thành tựu. Lần sau đệ tử hạch tâm khảo hạch, nhất định có thể xung kích 5 vị trí đầu. Đường Viêm cười cười, vẻ mặt ngạo nghễ. Lần trước khảo hạch, hắn một mực không có luyện chiêu kiếm pháp này đến đỉnh phong, mới xếp thứ 7, giờ phút này đạt đến đại thành, 5 vị trí đầu không khó lắm. Lăng Vân kiếm các lấy chiến đấu xưng danh, có thể trở thành 5 vị trí đầu của hạch tâm, toàn bộ đại lục, chỉ sợ cũng có thể tiến vào 20. Thế hệ trẻ tuổi, xem như chân chân chính chính bước vào đỉnh cao. 5 vị trí đầu hạch tâm, mỗi một vị đều có cơ hội trở thành trưởng lão hạch tâm của Lăng Vân kiếm các. Ta ở đây liền sớm chúc mừng Đường sư huynh. Quách Nghị ôm quyền. Trưởng lão hạch tâm khống chế Lăng Vân kiếm các, tiền thân đều là 5 người đứng đầu của đệ tử hạch tâm. Giống như Bạch Diệp trưởng lão, 100 năm trước, ở trong đệ tử hạch tâm, một mực xếp hạng trước 3, cũng chỉ hơi yếu hơn Hà Thiên trưởng lão một tia mà thôi. Ta trở thành trưởng lão hạch tâm, khẳng định có chỗ tốt của ngươi. Đường Viêm mỉm cười, nhìn lại. Thế nào? Ngày hôm nay làm sao có thời gian tới tìm ta? Là như vậy, sư huynh không phải một mực ưa thích Bạch Nguyễn Khanh không rời ư? Quách Nghị nói. Đường Viêm cũng không phủ nhận. Mặc dù tính tình của Bạch Nguyễn Khanh không tốt, nhưng xuất thân tốt, người lại xinh đẹp, nếu như có thể lấy về nhà, đối với hắn về sau phát triển, hoàn toàn có giúp đỡ to lớn. Có lẽ sớm liền có thể tiếp quản kiếm các, thực sự trở thành đám người đỉnh phong nhất đại lục. Nàng xếp hạng thứ 17, ngày hôm nay không biết làm sao, đột nhiên khiêu chiến Vương Hạo. Vương Hạo xếp hạng thứ 16. Đường Viêm cười nhạt một tiếng, cấp cho phê bình. Thực lực của người này không tính quá mạnh, nhưng một chiêu như thủy kiếm vẫn cực kỳ đáng sợ, kiếm ý như nước, phòng ngự vô địch, xem như ta muốn phá giải, cũng cần tiêu phí một ít công phu, khiêu chiến hắn. Tự mình chuốc lấy cực khổ. Vương Hạo rất mạnh, nhưng vừa mới truyền đến tin tức. Liên tục 2 lần đều bị Bạch Nguyễn Khanh chém đầu, tổng cộng dùng. Không cao hơn 3 chiêu. Quách Nghị nói. Không cao hơn 3 chiêu, chém giết Vương Hạo 2 lần. Sửng sốt một cái, Đường Viêm khó tin. Thực lực của Bạch Nguyễn Khanh cùng Vương Hạo, hắn biết rất rõ ràng, dưới tình huống bình thường, người sau chắc thắng. Làm sao có thể không đến 3 chiêu, liền bị giết 2 lần. Lúc nào vị nữ bạo long này trở nên cường đại như vậy? Sau khi giết Vương Hạo, Bạch Nguyễn Khanh không có đình chỉ, tiếp tục khiêu chiến, trước khi ta đến, nghe được tin tức là, đồng dạng một chiêu chém giết xếp hạng thứ 15 Tôn Kiệt, thứ 14 Dương Hổ, thứ 13 Đỗ Nhược. Quách Nghị cười khổ một tiếng, nói tiếp. Chỉ dùng một chiêu, từ 16 giết tới 13. Cái này sao có thể? Đường Viêm khó có thể tin. Cùng đi nhìn một chút. Tốt. Quách Nghị lên tiếng. Đến tìm sư huynh. Mục đích chính là cái này, hai người lấy ra thông thần ngọc phù, đồng thời đi vào thông thần điện. Rất nhanh, đi tới gian phòng tỉ thí, ngoài cửa phòng thấy được mấy người, tất cả đều ủ rũ. Hồng Thanh, ngươi, làm sao cũng ở đây? Thanh niên phía trước kêu Hồng Thanh, đệ tử hạch tâm xếp hạng thứ 10, mặc dù là tên sau cùng của 10 vị trí đầu, nhưng có thể đi vào trong đó, đã không tầm thường. Dù sao 10 vị trí đầu đại biểu ý nghĩa khác biệt, cạnh tranh càng thêm quyết liệt. Tình huống bình thường, một là một hàng, hai, ba là một hàng, bốn, năm, sáu một hàng, bảy, tám, chín, mười một hàng, 11 đến 20 lại là một hàng. Tất cả cấp bậc, mỗi một cấp độ, đều đại biểu cường giả khác nhau. Hắn xếp thứ 7, tương đương với hàng thứ 4 của hạch tâm, đủ để cho vô số người tuyệt vọng. Dù vậy, cũng chỉ cùng một cấp độ với Hồng Thanh, không phải mới vừa nói, Bạch Nguyễn Khanh chỉ giết đến thứ 13 sao.
xếp hạng thứ 10 đứng ở trước cổng, là làm gì? Ta vừa bị Bạch Sư Tỷ một kiếm chém xuống đầu. Hồng Thanh cười khổ. Bất luận hạch tâm hay nội môn, thực lực thấp, phải xưng hô thực lực cao là sư huynh, sư tỷ, cái này sớm đã thành quy củ. Nàng khiêu chiến ngươi, hơn nữa chiến thắng. Quách Nghị nhảy dựng. Đúng vậy, một đường khiêu chiến tới, ta bị một chiêu chém đầu. Ta cũng thế. Mấy thanh niên phía trước đồng thời nói, Đường Viêm nhìn sang, sau đó nhìn thấy xếp hạng thứ 12, 11 cũng đều đứng ở trong đó, vẻ mặt bất đắc dĩ. Hiển nhiên, bọn họ đồng dạng không có chặn lại kiếm pháp của Bạch Nguyễn Khanh. Thông thần điện của đệ tử Hạch Tâm, tu vi mọi người như nhau, là hư tiên cảnh sơ kỳ. Một mình nàng một kiếm, từ 16 giết tới hạng 10. Nói cách khác, liên tục giết 7 người, còn có khí lực. Đường Viêm khó có thể tin. Trong thông thần điện, tất cả mọi người là hư tiên cảnh sơ kỳ, lực lượng có hạn, liên tục giết 7 người, lại còn có thể tiếp tục. Làm sao mấy ngày không thấy, kiếm pháp của Bạch Nguyễn Khanh cao minh đến loại tình trạng này. Các ngươi thủ ở chỗ này, chẳng lẽ nàng không giống hắn khiếp sợ, nghĩ tới điều gì, Quách Nghị có chút muốn khóc. Đúng vậy, nàng đang khiêu chiến xếp thứ 9 Lỗ Càn. Một khi thành công, hẳn là sẽ đến lượt ngươi. Hồng Thanh gật đầu, còn chưa nói xong, liền thấy cửa phòng mở ra, một cô gái lộ đầu ra, hướng ra phía ngoài nhìn nhìn. Quách Nghị, ngươi tới vừa vặn, đến lượt ngươi. Quách Nghị, nghe đối phương nói, làm sao cảm giác khiêu chiến giống như đùa giỡn vậy nhỉ? Ngươi đây là khiêu chiến đệ tử Hạch Tâm, không phải nấu cơm, đến phiên ta. Liên tục khiêu chiến cũng không cần nghỉ ngơi sao? Đừng đi vào, ngay ở chỗ này tỉ thí đi. Đường Viêm đột nhiên mở miệng. Không sai, mặc kệ thắng thua, công khai so đấu a, như vậy mọi người cũng có thể nhìn thấy, dù sao chỉ mấy người chúng ta, không có gì có thể giấu giếm. Lại có người nói, đều bị một người chém, còn có cái gì có thể giấu giếm. Bí mật tranh tài, còn không bằng tất cả mọi người nhìn, cũng xem như có cái đề phòng. Người ý tứ là, công khai so đấu. Bạch Nguyễn Khanh nhìn qua. Ý tứ của Đường sư huynh chính là của ta cũng chủ trương công khai. Quách Nghị cắn răng một cái, gật đầu. Vậy được. Thấy hắn đáp ứng, Bạch Nguyễn Khanh không nói thêm lời, xách theo trường kiếm đi ra. Quách Nghị nói. Đi đài tỉ thí đi. Không cần phiền toái như vậy. Trường kiếm trong tay nhấc lên, Bạch Nguyễn Khanh nhẹ nhàng quét ngang, cả người đã đi tới trước mặt. Động thủ ở đây. Không nghĩ tới, nàng trực tiếp ra tay, căn bản không quan tâm lôi đài, Quách Nghị giật nảy mình, sầm mặt lại, trường kiếm nâng lên. Bất quá kiếm còn chưa tới trước mặt đối phương, cổ họng đau xót. Lạch cạch, đầu rơi trên mặt đất, con mắt trừng tròn xoe, chết không nhắm mắt. Cho đến bị giết, cũng không dám tin tưởng đây là sự thực. Tốt, tới lượt ngươi. Một kiếm chém giết Quách Nghị, Bạch Nguyễn Khanh nhìn về phía Đường Viêm cách đó không xa. Vừa mới bắt đầu, đối với Trương sư thúc truyền thụ cho giơ kiếm còn có chút lạ lẫm, không biết uy lực thế nào, liên tục chém giết mấy vị đệ tử Hạch Tâm. Hơn nữa đều là thuấn sát, lòng tin đại tăng. Sư thúc chỉ điểm nàng vài phút, đã mạnh như vậy. Khó trách thắng không nổi Thiện Hiểu Thiên. Tiếp nhận chỉ điểm hơn 2 canh giờ, không dám tưởng tượng. Ta, cũng ở nơi đây. Khuôn mặt Đường Viêm trầm xuống. Ngay ở chỗ này đi, tránh phiền phức. Bạch Nguyễn Khanh nói. Không nên quá ngạo mạn. Lông mày Đường Viêm nhảy loạn. Đổi lại trước kia, hắn coi như mạnh hơn Quách Nghị. Cũng mạnh không đến chỗ nào, hiện tại tu luyện vô trần kiếm pháp tới đại thành, sớm đã không phải tên ngố trước đó. Ta không có thời gian, còn muốn khiêu chiến 5 vị trí đầu, đừng chậm trễ. Bạch Nguyễn Khanh khoát tay áo. Vẻ mặt Đường Viêm đỏ lên, lông mày nhảy loạn. Đã như vậy, đừng trách ta không khách khí. Trường kiếm lắc một cái, từng vết kiếm xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vô trần kiếm đại thành. Thật lợi hại. Loại kiếm pháp này. Chỉ sợ sẽ xếp hạng đến 5 vị trí đầu. Đúng vậy. Tất cả mọi người là người thức kiếm, vừa nhìn thấy chiêu này, tất cả đều tràn đầy kích động. Không nghĩ tới không chỉ Bạch Nguyễn Khanh tiến bộ, Đường Viêm cũng tiến bộ lớn như vậy. Lợi hại. Nhìn thấy chiêu kiếm pháp này, Bạch Nguyễn Khanh ngừng lại. Vô trần kiếm, đầu đầu cũng có vết kiếm, xông tới sẽ bị thương, mặc dù giơ kiếm của nàng không tệ, lại vừa vặn không đối ứng, hoàn toàn không có đỉnh phong thể hiện. Không nghĩ tới vô trần kiếm pháp của ngươi tu luyện tới loại tình trạng này. Đừng có gấp, ngươi chờ một lát,
ta đi ra ngoài một chút, trở về tiếp tục cùng ngươi tỉ thí. Nói xong, thân thể mềm mại run rẩy, hóa thành quang ảnh, biến mất tại chỗ. Cái này, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tất cả đều không hiểu ra sao. Đường Viêm cũng ngây người. Còn tưởng rằng đối phương sẽ xông lại, chém đầu hắn xuống, thật muốn như vậy, hắn cũng có thể chém giết đối phương, chỉ xem ai động tác càng nhanh chóng. Nằm mơ cũng không nghĩ tới, đối phương không theo lẽ thường an bài, chuyển thân rời đi. Còn để hắn chờ đợi. Sư huynh, Quách Nghị dùng thông thần ngọc phù khác đi vào, vẻ mặt cũng choáng váng. Ở chỗ này chờ, ta không tin chờ một chút, nàng liền có thể chiến thắng. Đường Viêm cắn răng. Hết chương 3624. Chương 3625, bị đoán ra thân phận. Lắc đầu, Bạch Nguyễn Khanh tỉnh táo lại, ngồi tại nguyên chỗ trần chờ một chút, đẩy cửa đi ra ngoài. Trong viện, Thiện Hiểu Thiên vẫn luyện kiếm. Hơn mấy chục mét, trên đầu Tào Thành lập đội một quả hạch, hai chân run lên. Vèo, một thanh trường kiếm bay đi, sau một khắc, cắm vào trên đầu của hắn, cách quả hạch còn có mấy tấc, máu tươi chảy ra. Ta hình như bị thương. Tào Thành lập sờ lên máu trên đầu, nói. Không có việc gì, ai không bị thương. Thiện Hiểu Thiên mỉm cười. Tiếp tục đổi. Ta là thật bị thương. Lời còn chưa dứt, lại một thanh trường kiếm cắm vào vị trí tương đồng. Nhìn máu tươi từ trên mặt chảy xuống đất, Tào Thành lập phát điên. A hát, ta sắp chết. Yên tâm đi, lần này ta khống chế lực lượng rất chuẩn, chỉ là đâm rách ra đầu, không có làm bị thương xương cốt, chớ nói chi là đầu. Thiện Hiểu Thiên cười nhạt một tiếng, đi tới trước mặt, rút xuống từng cây trường kiếm. Quả nhiên giống như hắn nói, chỉ đâm rách ra đầu, xương cốt cũng không có làm bị thương, tự nhiên sẽ không chết. Lão sư chỉ điểm, hắn vẫn luyện tập khống chế, hiện tại đã có chút thành tựu, nếu không sẽ không dùng Tào Thành Lập làm thí nghiệm. Nhìn mà ra đầu run lên, Bạch Nguyễn Khanh đi tới trước mặt, có chút xấu hổ. Thiện sư đệ, người có thể truyền thụ cho ta tuyệt chiêu vứt kiếm hay không? Thiện Hiểu Thiên sửng sốt một chút, sau đó gật đầu. Tốt, lão sư tiếp xúc thời gian không nhiều, nhưng biết lòng dạ hắn rộng lớn, chiêu kiếm pháp này, mặc dù lấy tên của mình mệnh danh, nhưng cũng truyền thụ qua Tào Thành Lập, Dịch Lão. Truyền nhiều một người, hẳn là sẽ không suy tính. Hắn chính là uyên bác như vậy, mạnh mẽ như vậy, xem danh lợi như cặn bã. Chiêu này gọi, tam thiếu gia kiếm, một lần khả năng không học được. Chẳng qua ngươi trước tiên có thể học phương thức phát lực cùng cách vận chuyển chân khí, thi triển kiếm pháp ra lại nói, còn trong chiến đấu xuất hiện biến hóa cùng ứng đối, về sau từ từ nghiên cứu. Thiện Hiểu Thiên nói, chiêu tam thiếu gia kiếm này phát lực cực kỳ đơn giản, nguyên nhân chính là như vậy, hắn ở Đại Thánh liền có thể học được thi triển. Đi qua chỉ điểm, không cần 3 phút, Bạch Nguyễn Khanh liền hiểu rõ. Vèo, trường kiếm lắc một cái, hóa thành hàn mang. Sau một khắc đã xuất hiện ở trên vách tường bên cạnh Tào Thành Lập. A hát, Tào quản gia bại liệt trên mặt đất, tại chỗ sụp đổ. Tốc độ cùng lực lượng của một kiếm này, thật muốn cắm vào trên đầu, có thể sẽ trực tiếp cúp máy. Tam thiếu gia kiếm, không ra tay thì thôi, vừa ra tay nhất định phải làm được nhất kích tất sát, giết người thế nào, liệu địch tiên cơ thế nào, sớm đã tiến hành dự phán, tìm tới thiếu hụt đánh tan, trọng yếu nhất. Thấy nàng học được phát lực, Thiện Hiểu Thiên giải thích. Chiêu này, sở dĩ mạnh mẽ, cũng không phải kiếm bay ra tốc độ nhanh, mà là liệu địch tiên cơ, lấy kiếm chiêu công kích thiếu hụt. Đây mới là nội công tâm pháp, vứt kiếm, chỉ là chiêu số nông cạn mà thôi. Học được cần bao lâu? Thấy hắn muốn tỉ mỉ giảng giải, Bạch Nguyễn Khanh nhíu mày. Còn có một đám người ở thông thần điện chờ mình, nếu tỉ mỉ học tiêu phí thời gian quá lâu, không phù hợp. Lão sư giảng giải mà nói. Nửa canh giờ liền có thể hoàn thành, bản thân ta lý giải liền không quá toàn diện, lại nói cho ngươi, khả năng cần 2 ngày. Thiện Hiểu Thiên gãi đầu, mang theo xấu hổ. Dù chiêu này đã luyện tập hơn 10 ngày, cũng ban đầu thành công, nhưng so với lão sư, còn kém không biết bao xa. Căn bản không ở cùng một cấp bậc. Lão sư giảng giải, vì ngôn đại nghĩa, lấy đạo lý rõ ràng, tạo dựng hệ thống to lớn, đổi lại hắn. Liền không dễ dàng như vậy. Được rồi. Ta quay đầu lại học, trước đi thử một chút. Nghe lâu như vậy, Bạch Nguyễn Khanh lắc đầu, lần nữa về phòng. Nàng vốn là người phập phồng không yên, không có kiên nhẫn gì, bằng không thì cũng sẽ không đạt được xưng hào nữ bạo long, để người khác chờ, tốn mấy ngày học tập một bộ kiếm pháp, khẳng định không có khả năng.
Hô! Lần nữa trở lại địa phương trước đó giao đấu, quả nhiên thấy đám người Đường Viêm đang đứng tại nguyên chỗ, cũng không rời đi. Ta tới, tiếp tục. Cầm trường kiếm trong tay, Bạch Nguyễn Khanh bày ra tư thế. Thấy nàng một cái qua lại, chỉ dùng không đến 5 phút, trên mặt Đường Viêm lộ ra nghi ngờ, bất quá vẫn gật đầu, trường kiếm trong tay lắc một cái, lần nữa thi triển ra vô trần kiếm. Vết kiếm đầy trời, tựa như khói xanh bao phủ. Mặc kệ, thử một chút. Tuy không có học nội công tâm pháp đối ứng, nhưng kiếm thuật của Bạch Nguyễn Khanh rất mạnh, lại thêm ra ra là trưởng lão, am hiểu rất nhiều kiếm pháp trong tông môn, chiêu này thiếu hụt cùng sơ hở, cũng giảng giải qua cho nàng. Chỉ là trước đó không có cách nào phá giải mà thôi. Giống như biết rõ quyền vương Tyson, một súng có thể bắn chết, nhưng đối mặt với đối phương, người chưa hẳn có thể làm được. Trước đó, muốn phá giải những thiếu hụt này, cần xông qua vết kiếm như khói xanh, mà thật muốn đi qua, tất nhiên sẽ giống như con chim lúc trước, bị công kích, bị thương nặng. Mà bây giờ, có tuyệt chiêu phi kiếm, liền không giống lúc trước. Lại không chần chờ, cổ tay rung lên. Hô! Trường kiếm rời tay mà bay. Ném kiếm đi. Đường Viêm sững sờ, vừa định chặn lại trường kiếm bay tới, liền cảm thấy đầu tê dần. Vèo! Phía trên ghim một thanh trường kiếm, thân thể run rẩy, ngã trên mặt đất. Tốt! Vậy thì chết! Đường Viêm cũng bị một kiếm chém giết. Vừa rồi phi kiếm tốc độ thật nhanh, cho người ta một loại cảm giác kinh diễm. Lăng Vân kiếm các hình như không có chiêu kiếm pháp này a. Ta cũng chưa nghe nói qua, không chỉ chiêu này, chiêu số trước đó giết chết chúng ta, hình như cũng chưa từng thấy qua. Bốn phía xôn xao. Thành công! Mọi người nói không ra lời. Bạch Nguyễn Khanh cũng giật nảy mình. Chiêu này chỉ học vài phút, dường như vội vàng, vốn chỉ nghĩ có thể hù dọa đối phương một chút, để hắn thu lực lượng về, lại tìm cơ hội tấn công. Không nghĩ tới chỉ thoáng cái, đối phương liền treo. Quá lợi hại. Tiếp tục. Hai mắt sáng lên, Bạch Nguyễn Khanh lần nữa khôi phục lòng tin, tiếp tục hạ chiến thư, khiêu chiến hạng 6. Trưởng lão viện. Thế nào? Bạch Diệp trưởng lão nhìn về phía Bạch Phong. Ta theo dõi tiểu thư, quả nhiên thấy nàng đi nội môn, chẳng qua đệ tử nội môn này, không gọi Trương Huyền, mà là Thiện Hiểu Thiên. Bạch Phong đưa tới một ngọc bài. Đây là tư liệu của hắn. Thiện Hiểu Thiên. Trong mắt cảm thấy rất ngờ vực, Bạch Diệp trưởng lão rất mau nhìn một lần. Người này ta biết, là Lục Vân trưởng lão đưa tới, thời điểm hội nghị trưởng lão đặc biệt báo qua, mặc dù ta không có tham gia hội nghị, nhưng nhìn qua ghi chép hội nghị truyền tới. Chỉ là cổ thánh nhất trọng, nhưng có thể để cho kiếm ý lan ra 499 mét, kém một bước là kiếm thần. Là hắn, theo ta điều tra, hắn còn mang theo một bằng hữu đi vào tông môn, người bạn này gọi Trương Huyền, nhưng tu vi phá toái hư không sơ kỳ, hơi không hợp. Bạch Phong lại đưa qua một phần tư liệu khác. Lấy thân phận của Bạch Diệp trưởng lão, muốn điều tra một người, cực kỳ đơn giản. Trương Huyền lấy thân phận tùy tùng đi theo sau lưng Thiện Hiểu Thiên, tới Lăng Vân kiếm các. Dù thời gian không dài, nhưng cũng đăng ký tạo sổ, ghi lại trong danh sách. Hẳn là hắn. Xem xong nội dung, Bạch Diệp trưởng lão gật gật đầu, mặc dù không biết, vì sao phía trên đăng ký cùng chân thực lại có khoảng cách, nhưng tin tức khác tất cả đều có thể nối liền. Chắc là cùng một người. Nguyễn Khanh đi tiểu viện của Thiện Hiểu Thiên, hẳn là tìm Trương Huyền. Tiếp tục đi xem một chút, Trương Huyền không phải đệ tử nội môn, nhưng giả mạo, ta sợ mưu đồ quấy rối. Bạch Diệp trưởng lão nói. Vâng. Bạch Phong đứng dậy, vừa định rời đi, liền thấy một lão giả vội vã đi vào. Bạch Diệp trưởng lão, thương thế của ngươi khôi phục, chúng ta đều rất cao hứng, nhưng ngươi cũng phải quản cháu gái của ngươi một chút ha. Cháu gái, làm sao vậy? Bạch Diệp trưởng lão sững sờ. Bớt ở chỗ này giả bộ hồ đồ, nàng đi vào thông thần điện hạch tâm, từ người thứ 16 bắt đầu khiêu chiến, tất cả tới giao chiến, đều một chiêu chém giết. Đã giết tới 5 người đứng đầu. Vị lão giả này khoát tay chặn lại. Giết tới 5 vị trí đầu. Bạch Diệp trưởng lão cùng Bạch Phong ngẩn ngơ. Thực lực của Bạch Nguyễn Khanh, bọn họ biết rõ ràng nhất, vị trí 17 đã coi như rất miễn cưỡng. Một hơi giết tới 5 vị trí đầu. Làm sao có thể? Đây là hình ảnh nàng cùng người khác đối chiến, chính ngươi xem đi. Lão giả nói xong ném qua một ngọc tinh ghi chép. Bạch Diệp trưởng lão vội vàng mở ra, nhìn xuống. Ngay sau đó nhìn thấy Bạch Nguyễn Khanh, tay cầm trường kiếm, một chiêu một cái, giết đến đệ tử hạch tâm đều nghi ngờ nhân sinh. Cháu gái của mình,
lặp đi lặp lại chỉ có hai chiêu, một cái là giơ kiếm, một cái khác là vứt kiếm, chỉ cần bị đánh trúng, đầu nhất định rơi trên mặt đất. Hai chiêu này ảo diệu vô song, học ai? Là tuyệt chiêu của hắn. Một bên đồng tử của Bạch Phong co rụt lại. Ai? Bạch Diệp trưởng lão nhìn qua. Bạch Phong vội vàng truyền âm. Chiêu giơ kiếm này, là ta rất biết điều, thi triển ra, ta đặc biệt nghiên cứu qua, còn cùng tiểu thư giảng giải. Chỉ là không nghĩ tới, nàng dùng so với ta hiểu càng thêm huyền diệu, cảm giác. Cảm giác cái gì? Cảm giác hình như là, ta rất biết điều, tự thân thi triển. Bạch Phong nói, ta rất biết điều. Sự tích này, toàn bộ Lăng Vân kiếm các không ai không biết, không người không biết, dù Bạch Diệp trưởng lão bị thương ở nhà, nhưng cháu gái liên tục bị chặt hai lần, lão bộc cũng bị chém giết một lần, sớm đã biết. Có thể là nhân vật tuyệt đỉnh lĩnh ngộ thần chi kiếm ý, thân là một trong tam đại trưởng lão, sao có thể không chú ý. Giờ phút này, cháu gái thi triển ra kiếm chiêu, vậy mà giống như hắn. Ngươi ý tứ, có khả năng, ta rất biết điều, tự mình truyền thụ kiếm pháp cho Nguyễn Khanh, sau đó. Nàng mới khiêu chiến đệ tử Hạch Tâm. Đồng tử co rụt, Bạch Diệp trưởng lão phản ứng lại. Không giải thích như vậy, bây giờ không có lý do khác. Vâng. Bạch Phong gật đầu. Toàn bộ tông môn đều đang tìm, ta rất biết điều, nhưng hắn truyền thụ Nguyễn Khanh kiếm pháp, mượn tay nàng khiêu chiến Hạch Tâm. Có ý tứ, có ý tứ. Bạch Diệp trưởng lão cười khổ, lần nữa nhìn qua. Ngươi nói, tên này sẽ là ai? Ta không rõ ràng. Bạch Phong lắc đầu, lời mới nói một nửa, đột nhiên mở to hai mắt nhìn về phía lão gia, bờ môi không tự chủ được run rẩy. Lão gia chẳng lẽ nghi ngờ là Trương Huyền? Trừ hắn. Bạch Diệp trưởng lão gật đầu. Còn có thể là ai? Hết chương 3625. Chương 3626. Trương Huyền xuất quan. Cái này. Nghe được lão gia xác nhận, Bạch Phong nói không ra lời. Vừa nghĩ như thế mà nói, quả thực hoàn toàn phù hợp. Tiểu thư rõ ràng đi qua tìm phiền toái, kết quả lại cam tâm tình nguyện phối hợp Trương Huyền diễn kịch, sau khi trở về, liền học được kiếm thuật của ta rất biết điều, ngang dọc Hạch Tâm, không người có thể địch. Vị Trương Huyền này còn lấy ra dược vật có thể cứu chữa lão gia. Đi vào Lăng Vân kiếm các, không đến một ngày, mà trong ngày này, có người lĩnh ngộ thần chi kiếm ý, có người khiêu chiến toàn bộ nội môn. Suy nghĩ kỹ một chút, tất cả mũi nhọn đều chỉ về phía đối phương, không thừa nhận cũng không được. Trước không vội làm ầm lên, có phải là hắn hay không, còn cần đi dò xét. Bạch Diệp trưởng lão truyền âm. Ta tự mình đi. Vâng, lão gia. Bạch Phong gật đầu. Hai người giao lưu đều là truyền âm, bởi vậy lão giả đối diện không hiểu rõ tình hình. Các ngươi không muốn quản. Thấy hai người này một mực truyền âm, không để ý tới mình, lão giả càng giận. Đương nhiên phải xen vào, chúng ta trước đi qua nhìn một chút. Bạch Diệp trưởng lão gọi Bạch Phong một tiếng, người sau lấy tới hai thông thần ngọc phù của đệ tử Hạch Tâm, tinh thần khẽ động, đồng thời đi vào thông thần điện. Trưởng lão Hạch Tâm đi vào thông thần điện của đệ tử Hạch Tâm, cũng giống như đám người Mộc trưởng lão, dùng tới ngụy trang, người ngoài nhìn không ra. Lúc này, địa phương giao đấu đã đổi, đến trước đài công khai tỉ thí. Đệ tử Hạch Tâm cũng nhận được tin tức, tích tụ càng ngày càng nhiều. Dưới đài đã có vài chục vị, lại thêm trưởng lão lặng lẽ tới quan sát, ai cũng không biết cụ thể là ai. Giờ phút này, Bạch Nguyễn Khanh đang cùng Mạc Hương Vân xếp hạng thứ 5 giao đấu. Mạc Hương Vân, giống như nàng, cũng là nữ đệ tử, chẳng qua dung mạo hơi kém một chút, lôi thôi lếch thếch, cả người thân hình cao lớn, so với nam sĩ bình thường còn uy mãnh hơn. Không nghe được tên, sẽ cho là nam. Không chỉ dung mạo như vậy, chiêu số cũng có chút tương tự nam sĩ. Kiếm pháp đại khai đại hợp, cho người ta một loại uy hiếp giống như diều đục. Bắt đầu đi. Hai bên đứng vững, Mạc Hương Vân chẳng muốn phí lời, thân thể giống như xe tăng nghiền ép, cùng thời khắc đó trường kiếm trong tay điên cuồng chém tới. Kiếm của nàng không giống bình thường, dài chừng 7 thước, không biết nặng bao nhiêu, vừa rơi xuống, không khí phát ra âm bạo, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xé nứt. Bạch Nguyễn Khanh không dám đón đỡ, trường kiếm trong tay quét ngang, chặn lại chiêu thứ nhất. Đồng thời lật tay, phá không mà ra, thẳng tắp bắn tới đối phương. Hiện tại nàng mạnh nhất chính là hai chiêu này, chiêu số khác đến loại cảnh giới của năm vị trí đầu, tiện tay liền có thể ngăn cản, thậm chí còn có thể bởi vậy rơi vào bị động, bởi vậy trực tiếp sử dụng, không dám bảo lưu. Ha ha, chiêu này vô dụng với ta.
Trường kiếm trong tay Mạc Hương Vân bỗng nhiên nâng lên. Leng keng. Phi kiếm liền bị cản lại, Bạch Nguyễn Khanh nhanh chóng lui về phía sau, miệng lớn thở hổn hển. Không hổ là cường giả năm vị trí đầu, mỗi một cái đều có tuyệt chiêu thuộc về mình, không phải nàng học chút ra lông liền có thể đánh bại. Huống chi đối phương còn nhìn nàng giao chiến, sớm có đề phòng. Có dám ở đây chờ ta một hồi, ta một lát nữa cùng ngươi đại chiến hay không? Biết hai chiêu này không đủ để đánh bại đối phương, Bạch Nguyễn Khanh dừng lại một chút, nói. Được. Mạc Hương Vân gật đầu. Trước đó đối phương cũng từng có loại kinh nghiệm này, vài phút mà thôi, chờ được. Ông quyền khom người, Bạch Nguyễn Khanh biến mất ở trên đài tỉ thí, sau một khắc, lần nữa trở lại tiểu viện. Hiểu Thiên sư đệ, nhanh truyền thụ cho ta hai chiêu. Vừa ra cửa phòng liền hô lên, ngay sau đó nhìn thấy một bóng người, vẻ mặt xấu hổ. Sư thúc, xuất hiện ở trước mắt, không phải người khác, chính là Trương Huyền. Tu vi thành công tấn cấp đến hư tiên cảnh đỉnh phong. Thuận lợi xuất quan. Chuyện gì xảy ra? Trương Huyền nhíu mày. Nữ nhân này, làm sao chạy đến nhà mình? Hơn nữa còn để Thiện Hiểu Thiên truyền thụ nàng kiếm thuật. Ta dùng kiếm pháp sư thúc truyền thụ, ở thông thần điện hạch tâm cùng người so kiếm. Bạch Nguyễn Khanh hơi đỏ mặt, nói rõ chi tiết sự tình một lần. Nghe nàng nói xong, Trương Huyền nhìn qua. Có đánh cược hay không? Không có. Bạch Nguyễn Khanh mê man, lắc đầu. Ta đang nói, dùng kiếm chiêu ngươi truyền thụ cho cùng người tỉ thí, ngươi hỏi ta đánh cược. Cái quỷ gì? Không có đánh cược, có gì có thể so? Trương Huyền chỉ tiếc mài sắt không thành thép. Vốn nghĩ tìm cơ hội đi vào hạch tâm, làm thịt một bút. Cái tên này ngược lại tốt, thậm chí ngay cả cược cũng không đánh. Còn có thể vui vẻ vui đùa sao? Thấy biểu tình này, da mặt Bạch Nguyễn Khanh run rẩy. Từ trước đến nay, đều cho rằng ta rất biết điều, thật là cao nhân, xem danh lợi như mây trôi. Náo loạn nửa ngày, tham tiền như vậy. Ta tỉ thí, chỉ là vì nghiệm chứng kiếm pháp, làm sao tới trong miệng ngươi, lại thành đoạt tiền. Đường đường cháu gái trưởng lão, cần đoạt tiền. Còn có thông thần ngọc phù hạch tâm không? Cho ta một cái, ta đi qua khiêu chiến một chút. Đúng, đệ tử hạch tâm, có phải từng cái đều rất có tiền hay không? Không để ý tới đối phương buồn bực, Trương Huyền hỏi. Vẫn là sớm hỏi rõ ràng tốt hơn. Vâng, Bạch Nguyễn Khanh che chán. Làm đệ tử hạch tâm của Lăng Vân kiếm các, tu vi kém cỏi nhất cũng đạt đến hư tiên cảnh, mức độ sung túc, khẳng định không phải đệ tử nội môn có thể so sánh được. Vậy là tốt rồi, thông thần ngọc phù đâu? Trương Huyền đưa tay. Thông thần điện của đệ tử hạch tâm, yêu cầu thấp nhất là hư tiên cảnh sơ kỳ, nói cách khác. Không đến cấp bậc này, là không vào được. Thấy hắn muốn ngọc phù, Bạch Nguyễn Khanh do dự một chút. Tu vi của đối phương, hơn hai canh giờ trước mới phá toái hư không đỉnh phong, mà muốn đi vào thông thần điện của đệ tử hạch tâm, cần hư tiên cảnh sơ kỳ, rõ ràng còn chưa đủ. Không có việc gì, ta đã đột phá. Khí tức trong người Trương Huyền bừng lên. Hư tiên cảnh, đỉnh phong. Bạch Nguyễn Khanh thiếu chút nữa ngất đi. Thời điểm phong lão chặn đường, thật giống như là phá toái hư không đỉnh phong a. Ngắn ngủi hơn một canh giờ, liền biến thành hư tiên cảnh đỉnh phong, tăng lên chọn một đại cấp bậc. Làm sao làm được? Cắn thuốc cũng không có nhanh như vậy a. Thiếu gia uy vũ. Một bên con mắt Tào Thành lập sáng lên, Thiện Hiểu Thiên cũng siết chặt nắm đấm. Sớm biết thiếu gia, lão sư rất mạnh, thật không nghĩ đến, mạnh đến loại tình trạng này. Thiếu gia, tiến bộ nhanh như vậy, kiếm pháp cũng cao minh, nhất định có thể đánh bại hai hàng, ta rất biết điều kia. Kích động một hồi, Tào Thành lập nói. Hắn một mực nghe nói vì ta rất biết điều kia lợi hại bao nhiêu, nhưng lợi hại hơn nữa, lợi hại qua thiếu gia sao? Ngắn ngủi không tới một ngày, từ phá toái hư không đỉnh phong, tấn cấp đến hư tiên cảnh đỉnh phong. Lăng Vân kiếm các, cũng không có tồn tại cường đại như vậy a. Đùng. Vừa cảm xúc hết, đột nhiên cảm thấy trên mặt tê dần, lại bị đánh quay hai vòng, vội vàng ngẩng đầu nhìn thấy thiếu gia, mặt đen như đáy nồi. Vừa rồi ta nhìn thấy ngươi, sau khi vào cửa dùng chân phải, phá hủy quy củ của ta, cho nên đánh. Chân trái làm hư quy củ, chân phải cũng hư. Con mắt tối sầm lại, Tào Thành lập suýt chút nữa khóc. Chân trái không thể vào cửa. Chân phải cũng không thể vào, cái này còn làm sao vào cửa. Đi thôi. Không thèm để ý sơn tặc trong đầu đều là nữ nhân, không nghĩ chính sự. Trương Huyền cùng Bạch Nguyễn Khanh về đến phòng, ngón tay điểm một cái, huyết dịch đi vào ngọc phù,
ý thức tại nguyên chỗ biến mất, sau một khắc đi tới thông thần điện của đệ tử Hạch Tâm. Lần trước kêu, ta rất biết điều, huyền náo động tĩnh rất lớn, Lăng Vân kiếm các khẳng định tra xét, cái tên này lại không có thể sử dụng. Đứng tại chỗ dừng lại một chút, Trương Huyền suy nghĩ. Ta rất biết điều, một người khiêu chiến toàn bộ nội môn, huyền náo người ngã ngựa đổ, tên này khẳng định không thể lại xuất hiện, bởi vậy nhất định phải nghĩ ngoại hiệu mới được. Ngoại hiệu không dễ lấy, biết điều, không thể dùng, xem ra chỉ có thể mượn ưu thế của bản thân ta. Dầu dĩ một hồi, không biết nên lấy tên gì tốt, một lát sau, làm ra quyết định. Liền kêu, ta rất tuấn tú, tuy không có điệu thấp như vậy, nhưng cũng ăn ngay nói thật, không tính nói dối. Thỏa mãn gật đầu, cái tên ta rất biết điều này, hắn là hài lòng nhất, hoàn mỹ biểu đạt tâm lý cùng nguyện vọng của hắn, chẳng qua cái ta rất tuấn tú này cũng phù hợp khí chất, xem như nói còn nghe được. Bạch Nguyễn Khanh nhìn thấy hắn lấy ngoại hiệu, lần nữa che chán. Đại ca, có thể lấy tên êm tai một ít, khiêm tốn một ít sao? Có thể đừng không biết xấu hổ như vậy hay không? Vẻ mặt xấu hổ đi vào thông thần điện, đi tới địa phương tỉ thí. Hiện tại ta đang cùng Mạc Hương Vân tỉ thí, nên làm cái gì? Vừa đi, Bạch Nguyễn Khanh một bên truyền âm. Cái gì cũng không có học liền trở lại, khẳng định không phải là đối thủ. Rất đơn giản, đánh cược với đối phương, thua, tất cả kiếm các tệ đều thua ngươi. Sau đó ta chỉ điểm ngươi làm sao thi triển kiếm pháp, từ đó chiến thắng. Trương Huyền truyền âm qua. Chỉ điểm, lúc tỷ đấu chỉ điểm. Khóe miệng Bạch Nguyễn Khanh co giật. Chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, lúc này chỉ điểm, đã chậm a. Siêu cấp cao thủ như Gia Gia, cũng không dám làm như vậy, người xác định làm như vậy. Ta sẽ không bị giết. Vốn giết không sao, dù sao bản thân cũng chết không ít. Nhưng đánh cược thua, sẽ nghèo rất mồng tơi. Không sai. Trương Huyền gật đầu. Đi đi, sẽ không thua. Được rồi. Cũng không biết nghe đối phương là đúng hay sai, Bạch Nguyễn Khanh đành phải cắn răng, nhấc chân đi trở về đài tỉ thí. Đã trở về, vậy thì tiếp tục. Mạc Hương Vân gật đầu, trường kiếm trong tay lần nữa phát ra thanh âm nghẹn ngào. Trước không vội. Thấy sư thúc dưới đài ánh mắt kiên định, Bạch Nguyễn Khanh cắn chặt bờ môi. Đã tỉ thí, ta muốn đánh cược. Đánh cược. Mạc Hương Vân nhíu mày. Không sai, chính là, ta thắng, tất cả kiếm các tệ ngươi trên người đều thua ta. Ta thua, tất cả kiếm các tệ trên người ta đều cho ngươi. Vẻ mặt Bạch Nguyễn Khanh đỏ hồng. Tuy sư thúc nói không dám vi phạm, nhưng thật nói ra, ngượng ngùng a. Cược tất cả tiền. Con mắt Mạc Hương Vân trợn tròn. Ngươi là muốn ăn cướp. Bạch Nguyễn Khanh gật đầu. Xem như thế đi. Tôn nữ của ngươi, đây là thiếu tiền thiếu điên rồi sao? Vị lão giả đi cùng Bạch Diệp trưởng lão kia, quay đầu nhìn về phía hắn hỏi. Ây! Bạch Diệp trưởng lão cũng ngây người. Tỉ thí đánh bạc, còn ở trước mặt nhiều người như vậy. Đây thật cháu gái nghe lời, có hiếu tâm của mình. Hết chương 3626. Chương 3627. Lưu Ngọc Liên. Khóe miệng Bạch Phong run rẩy, hận không thể có khe đất chui vào. Lão gia, một trong Lăng Vân kiếm các tam đại trưởng lão, khống chế quyền thế mạnh mẽ, toàn bộ đại lục cũng tên tuổi lẫy lừng, ngươi là thiếu ăn, hay thiếu tiền dùng? Nhất định phải cùng người khác đánh bạc. Quan trọng là loại giao đấu ăn cướp này. Vừa rồi thắng không nổi Mạc Hương Vân, lần này ra ngoài, không đến 2 phút đồng hồ, hẳn cũng thắng không nổi. Biết rõ thắng không nổi, vẫn còn đánh cược như vậy, chẳng lẽ Bạch Nguyễn Khanh điên rồi? Điên thì không đến mức, hẳn là cố ý nhục nhã Mạc Hương Vân, để nàng tức giận. Có khả năng, hai bên chiến đấu, tâm lý cũng rất quan trọng, chỉ là tu vi đi đến loại tình trạng như Mạc Hương Vân sư tỷ, tâm tính cũng rất cường đại, cá cược như vậy, căn bản không có cách chọc giận. Ý nghĩ khác biệt hai người Bạch Diệp trưởng lão, những người khác hai mặt nhìn nhau. Cùng cấp bậc luận võ, tâm lý cũng rất quan trọng, chỉ bất quá, có thể trở thành năm vị trí đầu của Hạch Tâm, cái nào không thân kinh bách chiến. Chút khiêu khích ấy, nếu như hoảng loạn, sớm không biết thua bao nhiêu lần, không có khả năng một mực hùng cứ vị trí này, được người khâm phục. Quả nhiên, giống như mọi người đoán, Mạc Hương Vân không những không tức giận, ngược lại lộ ra vui vẻ nghiền ngẫm. Ngươi muốn cướp tiền ta, vậy thì tốt, ta đáp ứng, ta cũng cướp tiền ngươi, hai bên công bằng đấu. Được. Vẻ mặt Bạch Nguyễn Khanh đỏ lên, xấu hổ muốn chết. Mặc dù nàng tùy tiện, tính tình ngay thẳng,
cũng chịu không được loại hành vi mất mặt này. Vốn chỉ là muốn thí nghiệm kiếm pháp, nhìn xem có uy lực bao lớn, kết quả. Sư thúc tới liền biến chất, trở nên giống như đánh lôi đài kiếm tiền. May mắn ở thông thần điện tỉ thí, ra ra không biết, nếu không trở về khẳng định sẽ bị đánh đòn. Bất quá việc đã đến nước này, đã không cách nào vãn hồi, chỉ có thể kiên trì lên. Vậy bắt đầu đi. Mạc Hương Vân hừ lạnh một tiếng, trường kiếm đại khai đại hợp, lần nữa bổ tới. Giống như chiêu số vừa rồi, uy lực đồng dạng. Bạch Nguyễn Khanh cắn răng, vừa muốn thi triển giơ kiếm ngăn cản, liền cảm thấy lỗ tai khẽ động, một truyền âm vang lên. Vứt kiếm. Nói chuyện chính là sư thúc. Cái này. Lông mày nhảy dựng, thân thể Bạch Nguyễn Khanh cứng đờ. Đại kiếm của Mạc Hương Vân xen lẫn tiếng sấm bổ tới, lập tức liền rơi vào đỉnh đầu, lúc này không ngăn cản, mà đi vứt kiếm. Một khi không đánh chúng, bản thân hẳn phải chết a hát. Dù sao một khi trường kiếm rời tay, chẳng khác nào không còn bất kỳ phòng ngự, trần trụi hiện ra ở trước mặt đối thủ. Nhanh lên một chút. Đang rầu rĩ, âm thanh của sư thúc tiếp tục vang lên. Mặc kệ. Nghĩ tới vị này ở nội môn sáng lập kỳ tích, phong lão cũng bị một chiêu chém giết. Bạch Nguyễn Khanh cắn chặt răng ngà, không đi quản đại kiếm sắp rơi vào trên mặt, cổ tay rung lên. Hô! Trường kiếm rời khỏi tay. Mạc Hương Vân cũng không nghĩ tới, đối phương không đi ngăn cản, vốn cho rằng nhất định có thể đánh chết tại chỗ, đầu tê dần, ngay sau đó nhìn thấy trên đầu cắm một thanh trường kiếm. Vèo! Trường kiếm trong tay nàng, vừa tới địa phương cách Bạch Nguyễn Khanh chưa tới một chỉ, thân thể liền hóa thành quang ảnh, biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ kém một tia. Nguy hiểm thật. Bạch Nguyễn Khanh ngây người. Còn tưởng rằng lần này hẳn phải chết, không nghĩ tới, sư thúc tính toán tinh xác như vậy. Trước đó đồng dạng hai chiêu, không cách nào chiến thắng, chỉ điểm chút, một chiêu liền thành công. Nắm giữ kiếm thuật tuyệt thế, nắm giữ thời cơ chiến đấu tinh diệu. Giống như sư thúc cùng nàng giao chiến, kiếm chiêu bình thường nhất, cũng có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Thắng. Mạc Hương Vân thua như thế. Lực khống chế thật chính xác, thoạt nhìn lưỡng bại câu thương, trên thực tế kém một tia. Một tia này, chính là mấu chốt chiến thắng, lúc nào Bạch Nguyễn Khanh trở nên lợi hại như vậy. Dưới đài lần nữa huyên náo. Tất cả mọi người là cao thủ, đối với kiếm thuật đều có lực khống chế cực mạnh, có thể ở dưới tình huống tu vi hai bên không kém nhiều, một đòn chém giết, phần tâm trí này, phần khống chế lực lượng chính xác kia, để cho người ta khó có thể tin. Công kích của nàng đại khai đại hợp. Thời điểm tấn công hung mãnh nhất, cũng là lúc phòng ngự yếu nhất, lúc này là cơ hội tốt nhất. Tốt, tiếp tục khiêu chiến hạng tư, đừng quên đánh cược. Tiêu hóa thành quả vừa rồi, trong tai vang lên sư thúc truyền âm. Trong lòng lên tiếng, Bạch Nguyễn Khanh nhìn quanh một vòng, nhìn về phía một thanh niên đang xem náo nhiệt. Hồ sư huynh, đến phiên ngươi. Hạch tâm thứ tư, Hồ thần. Biết một khi nữ nhân này chiến thắng, khẳng định sẽ tiếp tục khiêu chiến. Mấy người xếp hạng trước đều không có sử dụng ngoại hiệu, mà dùng tên thật. Hồ thần tung người nhảy lên đài tỉ thí. Nắm đấm đánh tới trên mặt, không có khả năng từ chối. Giống như vừa rồi, ta nguyện ý dùng tất cả kiếm các tệ trên người làm tiền đặt cược, không biết Hồ sư huynh có nguyện ý hay không? Bạch Nguyễn Khanh nói. Như ngươi mong muốn. Hồ thần gật đầu. Bắt đầu. Hừ nhẹ một tiếng, hai bên đứng vào vị trí, từng người lấy ra trường kiếm. Bạch Nguyễn Khanh vừa định thi triển công kích, bên tai vang lên thanh âm của sư thúc. Lui về phía sau 7 bước, vứt kiếm về phía bên trái. Lui về phía sau, vứt kiếm. Bạch Nguyễn Khanh không hiểu ra sao. Trước mắt hồ thần còn không có động đậy, tựa hồ ấp ủ chiêu số gì, không có chiêu số, liền để ta lui về phía sau, vứt kiếm. Đây không phải tìm thua ư. Tràn đầy không hiểu cùng nghi hoặc, nhưng sư thúc có lệnh, nàng không dám làm trái. Bỗng nhiên lui về phía sau. Hô! Ngay trong nháy mắt nàng lui, hồ thần không biết dùng chiêu số gì, thật giống trực tiếp biến mất. Là, quỷ kiếm bộ. Dưới đài vẻ mặt Bạch Diệp trưởng lão nghiêm túc. Quỷ kiếm bộ, 800 năm trước vị kỳ tài quỷ kiếm kia, sáng lập ra phương pháp quỷ kiếm. Lão giả cách đó không xa giật mình. Chiêu này, lúc trước danh chấn thiên hạ, nhưng mấy trăm năm qua, không người có thể luyện thành, chẳng lẽ hồ thần thành công? Hẳn là luyện thành, nếu không không có khả năng có tốc độ nhanh như vậy, ngay cả ta cũng nhìn không ra hắn từ chỗ nào biến mất, lại từ đâu xuất hiện. Bạch Diệp trưởng lão nói, quỷ kiếm, giống như quỷ mị, dùng đánh lén ám sát làm chủ,
mặc dù bị không ít cường giả khinh thường, nhưng thực sự rất mạnh mẽ. Lão giả cảm xúc một tiếng. Tôn nữ của ngươi, đoán chừng phải thua. Bạch Diệp trưởng lão gật đầu. Mặc dù Bạch Nguyễn Khanh nhìn ra chiêu này của đối phương mạnh mẽ, sớm lui về phía sau, nhưng... Quỷ kiếm bộ cường đại nhất ở chỗ tựa như quỷ mị, thân hình cũng không thể phát hiện, còn chiến đấu thế nào. Chờ ngươi thật phát hiện đối phương, khả năng đã chết. Chiêu này, trong cùng cấp bậc có thể nói hầu như khó giải. Lúc trước ba hạng đầu có thể chiến thắng, là sớm thi triển ra kiếm chiêu áp chế hắn. Mà cháu gái hắn vừa học hai chiêu kiếm pháp, một cái quét ngang, một cái vứt kiếm. Tựa hồ không có tác dụng quá lớn. Trong tiếng nghị luận, Bạch Nguyễn Khanh lui về sau 7 bước, vẫn không thấy nhân ảnh của đối phương, có điều lúc này không quản được nhiều như vậy, cắn răng một cái, dựa theo sư thúc nói, bỗng nhiên cầm trường kiếm trong tay ném qua bên trái. Hô! Kiếm như sao băng! Lông mày Bạch Diệp trưởng lão nhảy dựng. Tuy biết tỷ lệ cháu gái chiến thắng rất nhỏ, nhưng không có nhìn thấy người liền ném kiếm đi. Quá trò đùa a! Ngay thời điểm hắn cho rằng lần này nhất định thua không thể nghi ngờ, không khí trước mắt vặn vẹo, một bóng người bất ngờ xuất hiện ở trên con đường trường kiếm phi hành. Chết! Hồ thần quát to một tiếng, trường kiếm đâm ra, lời còn chưa dứt, mắt tối sầm lại, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trên đầu. Bà mẹ nó! Kêu thảm một tiếng, thi thể ngã trên mặt đất, hóa thành điểm sáng đầy trời. Bốn phía lặng ngắt như tờ. Lại một chiêu chết luôn. Đây chính là hồ thần xếp hạng thứ tư, quỷ kiếm bộ, vô cùng đáng sợ, trước ba gặp được cũng đau đầu. Một chiêu miểu sát, có cần ác như vậy hay không? Ta thắng. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới, Bạch Nguyễn Khanh giật nảy mình. Vốn cho rằng hẳn phải chết, không nghĩ tới nghiêm ngặt dựa theo sư thúc nói, nhẹ nhõm chiến thắng. Vị sư thúc tuổi tác còn nhỏ hơn mình kia, giống như có thể sớm dự báo chiêu số của đối phương, sớm chuẩn bị, từ đó nhất kích tất sát. Lưu sư tỷ, tới phiên ngươi. Liên tục hai lần đều nhẹ nhõm thành công, Bạch Nguyễn Khanh lòng tin đại tăng, nhìn về phía một cô gái nói. Đệ tử hạch tâm xếp hạng thứ ba Lưu Ngọc Liên. Dung mạo của Lưu Ngọc Liên cực kỳ mỹ lệ, so với Bạch Nguyễn Khanh cũng không kém chút nào, hơn nữa mang theo vẻ đẹp cổ điển, cho người ta một loại cảm giác mềm yếu thẹn thùng. Dung mạo như vậy, nhưng người tới giao thủ qua đều biết, kiếm pháp của nàng cường đại cỡ nào. Trường kiếm thi triển ra, kín không kẽ hở, có thể xưng phòng ngự vô địch, lúc trước quỷ kiếm bộ hồ thần liên tục mấy lần cũng không phá nổi phòng ngự, cuối cùng bị tìm được cơ hội đánh bại. Lưu Ngọc Liên nhảy lên đài tỉ thí. Liên Diệp kiếm pháp của sư tỷ, nước nhỏ không ướt, ta đã sớm muốn lĩnh giáo. Bạch Nguyễn Khanh nhẹ nhàng cười một tiếng. Lá sen, nổi trên mặt nước, mà không dính nước, kèm theo khí khái, tuyệt chiêu của Lưu Ngọc Liên Liên Diệp kiếm pháp, chính là dùng ý cảnh này tu luyện thành. Khách khí, nếu sư muội có thể phá vỡ chiêu kiếm pháp này của ta, ta chủ động nhận thua, kiếm các tệ trên người đều cho ngươi. Lưu Ngọc Liên gật đầu. Biết đối phương khẳng định sẽ đánh cược, chờ bị động, còn không bằng sớm nói ra. Đa tạ sư tỷ. Bạch Nguyễn Khanh hơi đỏ mặt, gật đầu. Ai, sau lần tỉ thí này, đoán chừng danh dự của nàng cũng triệt để xấu. Nàng vốn rất đơn thuần, chỉ là khiêu chiến hạch tâm, tranh thủ xếp hạng cao hơn. Hiện tại ở trong mắt người khác, đã biến thành đánh cược, ăn cướp. Quả nhiên danh dự khó có thể duy trì. Muốn phá hoại, 1 phút đồng hồ cũng không cần. Bắt đầu đi. Lưu Ngọc Liên cũng không nhiều lời, bàn tay lắc một cái, chung quanh thân thể lập tức xuất hiện vô số kiếm hoa, từng đóa chậm chạp nở rộ, tựa như hoa sen ở trong bùn mà không nhiễm. Liên Diệp kiếm pháp. Tu luyện tới đại thành, kiếm khí diễn sinh ra hoa sen, ảo diệu vô tận. Nhìn thấy kiếm pháp trước mắt, Bạch Nguyễn Khanh chỉ cảm thấy da đầu run lên, không biết chiến đấu thế nào. Kiếm khí của đối phương tầng tầng lớp lớp, không biết mạnh mẽ ra sao, cũng không biết sâu dày, căn bản không nhìn thấy phần cuối, một khi chiêu số phạm sai lầm, rất dễ dàng rơi vào trong đó, lại không cách nào rời khỏi. Vứt kiếm. Ngay thời điểm nàng không biết nên chiến đấu thế nào, làm sao phá giải kiếm chiêu này, bên tai vang lên âm thanh của sư thúc. Lần này không chần chờ chút nào, trường kiếm trong tay thẳng tắp bắn ra ngoài. Phốc! Hoa sen cùng lá sen đồng thời biến mất, trên đầu Lưu Ngọc Liên ghim một thanh trường kiếm, đôi mi thanh tú trừng tròn xoe, mặt khó tin, thi thể nặng nề té ngã trên đất. Hạch tâm thứ ba, thua. Hết chương 3627. Chương 3628. Nhìn ta không đánh chết ngươi.
Đây thật là, tôn nữ của ngươi, không phải người khác ngụy trang. Dưới đài yên tĩnh, tất cả mọi người sợ tới mức nói không ra lời, lão giả cũng kìm nén không được, nhìn về phía Bạch Diệp trưởng lão. Tình huống của Bạch Nguyễn Khanh, hắn đã biết rất sớm, coi như học tập hai chiêu kiếm pháp mới, cũng không đến mức mạnh như vậy a. Lưu Ngọc Liên cũng bị một kiếm bể đầu. Chẳng phải cho thấy, cô bé này, đã có năng lực hạch tâm trước ba. Mỗi một lần trước ba, ở trong lịch sử toàn bộ Lăng Vân kiếm các, cũng là tên tuổi lẫy lừng. Từ thứ 17, một đường giết tới, nửa giờ cũng chưa tới. Hình như là vậy. Bạch Diệp trưởng lão cũng có chút phát điên. Tuy đoán ra cháu gái khả năng đạt được ta rất biết điều truyền thụ, nhưng dựa vào hai chiêu, một hơi giết tới trước ba, vẫn khó có thể tin. Sau khi Lưu Ngọc Liên bị đánh bại, đệ tử hạch tâm xếp hạng thứ hai chủ động đi tới. Thực lực của hắn không kém Lưu Ngọc Liên nhiều, ở dưới Trương Huyền chỉ điểm, đồng dạng một chiêu, bị đâm trúng đầu, bỏ mình tại chỗ. Hạch tâm hạng nhất, gọi Hà Tĩnh Hiên, là cháu trai ruột của đệ nhất trưởng lão Hà Thiên. Tỷ thí lần này hẳn là tranh đoạt hạch tâm đệ nhất a. Coi như Bạch Nguyễn Khanh ở trong Thông Thần Điện đạt được thứ nhất, thực lực chân chính cũng không phải đệ nhất, dù sao ở đây là đè thấp tu vi, trên thực tế Hà Tĩnh Hiên nghe nói đã đạt đến chân tiên cảnh đỉnh phong, khoảng cách tiên quân cảnh cũng chỉ kém một bước. Bạch Nguyễn Khanh cũng đạt tới chân tiên cảnh, chỉ cần trên kiếm pháp có thể vượt qua Hà Tĩnh Hiên cùng cấp bậc, dựa vào thân phận của Bạch Diệp trưởng lão, trong ngắn hạn tu vi tăng lên tới chân tiên cảnh đỉnh phong, không khó lắm. Cùng cấp bậc đột phá, so với vượt qua cấp bậc dễ dàng hơn nhiều. Nhìn thấy Hà Tĩnh Hiên đại biểu chiến lực mạnh nhất hạch tâm đi đến đài tỷ thí, mọi người đều hạ giọng. Nếu như vị này lại thua, toàn bộ hạch tâm, tương đương với bị một người xuyên qua, toàn quân bị diệt. Ta đồng dạng cùng ngươi cược. Không bị thất bại phía trước ảnh hưởng, Hà Tĩnh Hiên nhàn nhạt nhìn qua. Đa tạ Hà sư huynh. Bạch Nguyễn Khanh gật đầu, trường kiếm trong tay quét ngang. Bắt đầu đi. Hà Tĩnh Hiên hít sâu một hơi, kiếm chiêu lay động, đi đầu cất bước tới. Bộ pháp của hắn không nhanh, kiếm chiêu thoạt nhìn không có bất kỳ hoa tiếu gì, lại cho người ta một loại cảm giác như phong tựa bế, thật giống như đối mặt với một huyền quy, bất kể đâm như thế nào cũng không phá, chém không ra. Là linh quy kiếm pháp. Có người nhận ra được. Linh quy kiếm pháp, chỉ ở phòng thủ, xem ra Hà sư huynh cũng có chút kiêng kỵ phi kiếm của đối phương. Không kiêng kỵ không được a hát, lệ vô hư phát, một khi ra tay, liền bị đâm trúng đầu, ai chống đỡ được. Này cũng phải, dù sao ta gặp chỉ có một con đường chết. Nghị luận ầm ĩ. Tuy là linh quy kiếm pháp, ý nghĩa phòng thủ, nhưng không ai nói Hà Tĩnh Hiên yếu ớt, ngược lại đều cho rằng chiêu này dùng vô cùng tốt. Cùng người chiến đấu, mặt mũi là thứ yếu, chỉ có chiến thắng mới có tôn nghiêm, vì mặt mũi, vừa ra tay liền tấn công. Ngược lại rất dễ dàng bị người ta tóm lấy nhược điểm, cuối cùng chỉ có một con đường bị thua. Nhìn thấy kiếm pháp của đối phương như rùa đen, không có cách nào công kích, Bạch Nguyễn Khanh lo lắng. Không biết làm sao công kích, còn làm sao chiến thắng. Đang rầu rĩ, bên tai lần nữa vang lên âm thanh của sư thúc. Ngươi giết qua rùa đen chưa? Cái này, Bạch Nguyễn Khanh không có trả lời. Tuy nàng chưa từng giết rùa, lại nghe người khác nói qua. Cần dùng đồ ăn, đi thu hút đối phương, để đầu nó lộ ra, sau đó nghĩ biện pháp động thủ, giải quyết dứt khoát. Âm thanh sư thúc tiếp tục nói. Loại tình huống trước mắt này cũng như vậy, đối phương muốn thắng ngươi, phải chủ động xuất kích, cho nên phải dùng bản thân đi thu hút đối phương, một khi tấn công, cũng là lúc công kích ngươi tốt nhất. Đạo lý ta đã dạy ngươi, có thể chiến thắng hay không, liền nhìn chính ngươi. Vâng, Bạch Nguyễn Khanh giật mình, trong mắt tràn đầy biết ơn. Nàng biết đây là sư thúc cho tôi luyện. Chiến thắng thế nào đã nói, nếu như còn không làm được, coi như tranh xuống thứ nhất, sớm muộn cũng sẽ bị người khác đoạt lại. Mà chỉ cần thành công, bất luận kiếm thuật hay tâm lý, đều sẽ có chất bay vọt, chân chính làm được không người có thể đối kháng. Giống như kiếm pháp của Tây Môn Duy Tuyết, so ra kém Diệp Cô Thành, tuy mạnh mẽ, cũng không coi là thứ nhất, nhưng sau khi giết Diệp Cô Thành, tâm tính thay đổi, kèm theo thời gian trôi qua. Chân chân chính chính thành một đời kiếm thần, vô địch thiên hạ. Nàng gặp phải chính là loại tình huống này. Sư thúc một mực chỉ điểm, coi như chiến thắng, trong lòng cũng có ỷ lại, cho rằng không phải dựa vào bản lĩnh của mình chiến thắng, nhu cầu cấp bách một hồi thắng lợi thuộc về mình, xác định nội tâm. Xác định kiếm pháp của mình. Vèo. Biết sư thúc dụng tâm lương khổ,
Bạch Nguyễn Khanh lại không phí lời, thẳng tắp vọt tới Hà Tĩnh Hiên. Đây là, dùng thân cho kiếm ăn. Đồng tử Bạch Diệp trưởng lão co rụt lại. Trương Huyền có thể nhìn ra Hà Tĩnh Hiên thiếu hụt, là một trong tam đại trưởng lão, đương nhiên cũng có thể rõ ràng, chỉ là không nghĩ tới. Cháu gái mình quả quyết như vậy. Trực tiếp xông tới, tương đương với dùng bản thân làm mồi nhử, hơi không cẩn thận sẽ bị chém giết. Trước đó ta cảm thấy, tôn nữ của ngươi có thể chiến thắng, dựa vào là học tập chiêu kiếm pháp kia, coi như trở thành trước ba, cũng không tính thực lực chân chính, mà bây giờ. Ta cảm thấy bản thân nhìn lầm. Cách đó không xa lão giả cười khổ. Đối phương từ người thứ 16 khiêu chiến, liên tục nhiều lần đều dùng hai chiêu, không phải quét ngang chính là vứt kiếm. Không có bất kỳ kỹ thuật gì. Coi như thu hoạch được thứ nhất, cũng sẽ không đạt được bản thân công nhận. Mà hiện tại, nhìn ra đối phương thiếu hụt, dùng thân cho kiếm ăn, không sợ tử vong, chỉ bằng vào điểm ấy, đủ để chứng minh lý giải đối với kiếm đạo đạt đến tình trạng cao thâm hơn, mà không phải kiếm chiêu mạnh mẽ đơn thuần. Hô hô hô! Hai người nói chuyện phiếm, cảnh tượng trên đài phát sinh biến hóa, Hà Tĩnh Hiên dường như biết mục đích của đối phương, vẫn không có tấn công, mà chậm rãi lui về phía sau. Xem ra hắn cũng biết đối phương tìm cơ hội, không cho bất kỳ khả năng đánh lén. Cái ứng đối này, không tệ. Nhìn một màn này ở trong mắt, Trương Huyền không khỏi gật đầu. Nói thật, Bạch Nguyễn Khanh làm không tệ, Hà Tĩnh Hiên đối diện cũng rất cường đại, khó trách có thể trở thành thứ nhất, tâm tính quả nhiên không tầm thường. Giờ phút này, hắn giống như một thợ săn kiên nhẫn, yên tĩnh canh giữ ở trong bụi cỏ, chờ đợi thời cơ tốt nhất, nhất kích tất sát. Đổi lại mình đối chiến. Khẳng định sẽ thi triển thủ đoạn bạo lực, ép đối phương xuất hiện sơ hở, sau đó tiến hành công kích, mà công kích của Bạch Nguyễn Khanh chưa tới, chỉ có thể giống như đối phương, kiên nhẫn chờ đợi. Hiện tại tỉ thí, đã không phải kiếm pháp, mà là ai kiên nhẫn tốt hơn. Liên tục thăm dò mười mấy chiêu, bất kể như thế nào, đối phương cũng không ra tay trước, nội tâm của Bạch Nguyễn Khanh xuất hiện nôn nóng. Nàng vốn không có quá nhiều kiên nhẫn, hiện tại lại bị nhiều người nhìn như vậy, đã có chút không tiếp thụ được. Đúng lúc này, Hà Tĩnh Hiên thấy nàng cảm xúc càng ngày càng không đúng, mắt sáng rực lên, đột nhiên động một cái, trường kiếm bắn ra. Tựa như báo săn xuất kích, bất động thì thôi, khẽ động, nhanh để cho người ta thấy không rõ. Đến rồi, Bạch Nguyễn Khanh răng cắn chặt, trường kiếm trong tay bắn ra. Trong lòng hấp tấp là có, nhưng cũng nhớ sư thúc nói, chờ đợi đối phương ra vấn đề. Phốc, trường kiếm của đối phương đâm vào ngực, mà kiếm của nàng cũng rơi vào trên đầu Hà Tĩnh Hiên, trực tiếp xuyên qua. Lạch cạch, Hà Tĩnh Hiên, chết. Bạch Nguyễn Khanh, chết. Lại lưỡng bại câu thương, đồng quy vô tận. Vẫn là quá kém. Trương Huyền lắc đầu. Đã nói phương thức chiến đấu, vốn cho rằng nữ nhân này có thể chiến thắng, không nghĩ tới. Chỉ đánh hòa nhau. Thật sự là mất mặt. May mắn không phải học sinh của hắn, nếu không thật muốn một bàn tay đánh chết. Đáng tiếc. Vốn có thể quét sạch tiền của đối phương, lần này hiển nhiên không có cơ hội. Không giống hắn buồn bực, phía dưới một hồi yên lặng, tất cả mọi người ở đây đều khiếp sợ nói không ra lời. Rất rõ ràng, Bạch Nguyễn Khanh có thể cùng Hà Tĩnh Hiên bất phân thắng bại, để cho bọn họ khó mà tin được. Chúc mừng, người có một cháu gái tốt. Nhìn thấy trên đài, thân ảnh song phương giao chiến hóa thành điểm sáng biến mất, lão giả nhìn không được ôm quyền. Ha ha, là nàng gần đây khai ngộ. Bạch Diệp trưởng lão vui vẻ. Cháu gái ruột, có thể cùng hạch tâm thứ nhất chiến bình, trên mặt hắn tràn đầy kiêu ngạo. Là rất cường đại, chỉ là, hành động đánh cược để cho người ta thua sạch tất cả kiếm các tệ không tốt lắm. Truyền đi có hại uy danh của ngươi. Lão giả nói, tỉ thí liền an tâm tỉ thí, còn muốn đánh bạc. Mất mặt a hát, ngươi là tam đại trưởng lão của Lăng Vân kiếm các, cho cháu gái chút tiền không được sao, nàng làm như vậy. Chuyển đi, người cũng không tiện nghe a hát. Cái này, ta trở về sẽ hảo hảo giáo huấn nàng. Bạch Diệp trưởng lão gật đầu. Lão gia, trở về dạy dỗ chỉ sợ đã không kịp. Một bên Bạch Phong nói. Bạch Diệp trưởng lão sửng sốt một chút. Quả thực, trở về giáo huấn mà nói, chuyện này khẳng định đã truyền ra ngoài, đến lúc đó, coi như cháu gái cùng đệ nhất đánh hòa nhau, cũng sẽ bị người chỉ trích. Hiện tại ta liền xử lý. Nghĩ đến cái này. Không do dự nữa, tiến về phía trước một bước. Chư vị, âm thanh vang vang, ánh mắt của mọi người lập tức tập trung tới. Vừa rồi Bạch Nguyễn Khanh cùng chư vị đánh cược, thắng được tất cả kiếm các tệ, chỉ là lời nói đùa,
mục đích ở chỗ để các vị dùng hết toàn lực, có thể thi triển ra chiêu số mạnh nhất, từ đó bảo đảm giao đấu công chính. Bạch Diệp trưởng lão cười nhạt một tiếng. Bởi vì là nói đùa, cho nên tiền đặt cược vừa rồi coi như thôi, mọi người không cần căng thẳng. Coi như thôi. Tiếng nói của hắn chưa dứt, một âm thanh tràn đầy không vui vang lên. Ngươi nói coi như thôi liền coi như thôi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Bạch Diệp trưởng lão nhướng mày, quay đầu nhìn lại, ngay sau đó nhìn thấy một thanh niên đi tới. Ta là, chỉ là một đệ tử bình thường mà thôi, cho rằng Bạch Nguyễn Khanh là loại ý nghĩ này, không biết ngươi là. Thấy hắn không nể mặt mũi như thế, hơn nữa nổi giận đùng đùng, Bạch Diệp trưởng lão vừa định nói ra thân phận của mình, nhưng vẫn ngừng lại, nghi ngờ hỏi. Hắn là trưởng lão, tốt nhất đừng bại lộ thân phận, nếu không thanh danh sẽ bị tổn thương. Tại hạ, ta rất tuấn tú, là bằng hữu tốt nhất của Bạch Nguyễn Khanh, ta nói chính là ý tứ của nàng. Trương Huyền gật đầu. Đã đánh cược, thì phải đưa tiền, không muốn đưa tiền, cũng được, vậy thì nhìn kiếm của ta một chút, có đáp ứng hay không? Thật vất vả kiếm tiền, từ bỏ. Mở cái chuyện cười gì? Ai dám bảo ta từ bỏ, nhìn ta không đánh chết ngươi. Hết chương 3628. Chương 3629. Chém giết tất cả đệ tử hạch tâm. Làm càn, người có biết đang nói chuyện với ai hay không? Lão giả kia thấy gia hỏa này không biết từ nơi nào xuất hiện, nói chuyện ngạo mạn như vậy, không khỏi sầm mặt lại. Vị này là gia gia của Bạch Nguyễn Khanh, thay đối phương nói chuyện là đương nhiên. Chỉ là thân phận đặc thù, không tiện nói ra, ngươi là từ đâu xuất hiện. Quản việc không đâu. Chúng ta nói chuyện, ngươi qua một bên đợi đi. Trường kiếm lắc một cái, Trương Huyền đâm tới. Không nghĩ tới tên này dám động thủ với hắn, lão giả không những không giận mà còn cười. Thật can đảm, tới, để cho ta nhìn một chút, ngươi đến cùng có thực lực gì, có thể tiếp ta ba chiêu, ta liền thừa nhận ngươi không kém. Phù phù, còn chưa nói xong, đầu rơi trên mặt đất. Trường kiếm trong tay mới vừa vặn rút ra, muốn ngăn cản trường kiếm của đối phương, hiển nhiên. Không có chặn lại. Nói nhảm nhiều như vậy. Một kiếm chém đầu của đối phương, Trương Huyền giống như giết con gà. Cái tên này nói vớ nói vẩn, mọi người không nên tin. Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Thua quyệt nợ, còn thể thống gì? Chuyện này chúng ta muốn nghe Bạch Nguyễn Khanh chính miệng nói, ngươi là ai? Có thể thay nàng nói chuyện. Một đệ tử hạch tâm khẽ nói. Thật vất vả tích lũy tiền, ai cũng không nguyện ý cho người khác. Vừa rồi người kia nói, đang âm thầm vui vẻ, cái tên này chạy tới làm loạn, trong lòng mọi người đều có chút phê bình kín đáo. Còn lão giả bị đối phương một kiếm giết chết, bởi vì giết quá mức đơn giản. Kiếm chiêu lợi hại gì cũng không có thi triển, đối phương lại ngụy trang thành người trẻ tuổi, còn tưởng rằng là gia hỏa không quan trọng, không đáng nhìn một cái, căn bản không nghĩ tới là trưởng lão của bọn họ. Bởi vậy căn bản không có ý thức được, kẻ trước mắt này rốt cục mạnh đến mức nào. Làm sao, nghe ý tứ của ngươi, là muốn trốn nợ. Sắc mặt Trương Huyền tái xanh. Không nghĩ tới đệ tử hạch tâm cũng vô sỉ. Đã đánh cược, bởi vì Bạch Nguyễn Khanh bị giết, không có trở về. Liền không thừa nhận. Không muốn đưa tiền, thật sự là một chút tiết tháo cũng không có. Có phải quyệt nợ hay không, không phải ngươi nói tính, chúng ta nghe vị bằng hữu này, hắn đã nói Bạch Nguyễn Khanh chỉ vì cho chúng ta áp lực mới đánh cược, liền nhất định có đạo lý của hắn. Vị đệ tử hạch tâm này nhìn về phía Bạch Diệp trưởng lão ngụy trang thành người trẻ tuổi cách đó không xa. Đúng không, vị bằng hữu này? Đúng. Bạch Diệp trưởng lão gật đầu. Nguyễn Khanh làm như vậy. Chỉ là vì cho người ta áp lực, để cho người ta phát huy ra lực lượng tốt hơn, không phải là thật kiếm tiền. Lời còn chưa dứt, một đạo kiếm mang lóe tới. Cái gì? Vội vàng quay đầu, ngay sau đó nhìn thấy ta rất tuấn tú cách đó không xa lần nữa rút trường kiếm ra, đâm tới hắn. Lông mày nhíu một cái, trong lòng sinh ra một tia không vui, vừa định rút kiếm ngăn cản, đột nhiên cổ tay mát lạnh. Ngay sau đó nhìn thấy bàn tay của mình, chẳng biết lúc nào bị đối phương cắt đứt. Trường kiếm cũng không cầm nổi, leng keng rơi trên mặt đất. Cái này, đồng tử co rút lại, thân thể cứng ngắc. Thân là một trong Lăng Vân kiếm các tam đại trưởng lão, thực lực của hắn sớm đã đạt đến tiên quân cảnh, toàn bộ đại lục cũng là đỉnh phong nhất. Đặc biệt là kiếm pháp, càng xuất thần nhập hóa, cùng cấp bậc, chỉ bằng vào kiếm thuật có thể thắng được không nhiều. Mà bây giờ, còn chưa kịp ra tay, liền bị chém cổ tay. Dù mang theo thành phần đánh lén, nhưng kiếm pháp này, quá lợi hại, quá khủng bố.
khó trách vừa rồi lão hữu sẽ bị một kiếm chém giết, còn tưởng rằng đối phương sợ tiết lộ thân phận, không có phản kháng, hiện tại xem ra, là kiếm thuật của đối phương quá mạnh, căn bản vô lực phản kích. Toàn bộ tông môn, có thể để cho lão hữu vô lực, một kiếm tước mất tay mình. Trừ tông chủ, chỉ sợ cũng chỉ có vị siêu cấp thiên tài lĩnh ngộ thần chi kiếm ý kia, hoặc là nói, là vị. Ta rất biết điều. Ta rất tuấn tú, ta rất biết điều. Hai cái tên ở trong óc chuyển một cái, nhất thời hiểu được. Nguyên lai là ngươi, ngươi là ta rất. Trước đó không nghĩ tới, không phải là bởi vì ngốc, mà là. Ta rất biết điều là phá toái hư không đỉnh phong, mà tiến vào thông thần điện hạch tâm yêu cầu thấp nhất là hư tiên cảnh sơ kỳ. Cả hai thực lực khác nhau, không nghĩ tới đều là đối phương. Giờ phút này, thì triển ra kiếm thuật cao minh như thế, lại nghĩ không đến, thật sự choáng váng. Còn chưa nói xong, đầu lưỡi đau đớn kịch liệt, chỉ thấy một thanh trường kiếm, đã cắm vào miệng, nhẹ nhàng quấy một cái, đầu lưỡi răng toàn bộ bị kiếm khí bật nát, đau đớn kịch liệt kéo tới, nhịn không được phun mạnh máu tươi. Ta quả thực rất ác độc, hung ác lên, chính mình cũng sợ. Trương Huyền thản nhiên liếc mắt nhìn. Ô ô, đầu lưỡi bị xoắn nát, Bạch Diệp trưởng lão muốn nói chuyện, lại không nói ra được. Thông thần điện, tuy là hư ảo, nhưng đau đớn gì đó là tồn tại chân thực, bị người một kiếm chém xuống cổ tay, vốn đau tận xương cốt, hiện tại lại bị trường kiếm cắt đứt đầu lưỡi, xoắn nát răng, đường đường tông môn xếp hạng trước ba trưởng lão, đau đến mồ hôi từ trên trán xông ra, không ngừng run rẩy, có chút phát điên. Cường giả tiên quân cảnh, toàn bộ đại lục cũng tên tuổi lẫy lừng, bị người hai kiếm biến thành như vậy, quả thực còn khó chịu hơn giết. Người tự tìm cái chết. Một màn này phát sinh ở trong hai cái hô hấp ngắn ngủi, Bạch Phong cách đó không xa, lúc này mới phản ứng lại, tức sắp bùng nổ. Quá cả gan làm loạn, động thủ với Bạch Diệp trưởng lão, quả thực chính là khiêu khích toàn bộ Lăng Vân kiếm các. Hô! Trường kiếm ra tay, đâm về phía Trương Huyền, thời điểm mũi kiếm cách người sau còn một đoạn, cổ họng tê dần. Lạch cạch! Đầu rơi trên mặt đất. Ngươi là... Con mắt nhìn thấy gót chân. Hắn rốt cục cũng phản ứng lại đối phương là ai. Không nghĩ tới, liên tục hai lần bị giết, đều là cùng một người. Con mẹ nó còn có thiên lý không? Thật muốn khóc. Cái tên này đã không thể nhiều lời, hiện tại ai còn cho rằng, Bạch Nguyễn Khanh đánh cược không phải thật. Xử lý sạch ba người quản việc không đâu, Trương Huyền nhìn quanh một vòng. Vốn hắn chỉ muốn khiêm tốn, không muốn nhiều chuyện, kết quả không trả tiền. Đây không phải tìm kích thích hư. Thúc có thể nhẫn, thím không thể nhịn. Cho nên vừa ra tay, liền giết gà dọa khỉ, trước thu thập người nhảy nhót, cho cái dạ oai phủ đầu lại nói. Vị bằng hữu này, ra tay tàn nhẫn như vậy, có chút không chân chính a. Không biết, ngươi là vị nào trong hạch tâm? Một đệ tử hạch tâm đi tới. Thấy hắn ra mặt, tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Chính là hạch tâm xếp hạng thứ ba Lưu Ngọc Liên. NSK nàng bị chém giết. Dùng một cái thông thần ngọc phù khác lần nữa đi vào, để cho tiện mọi người biết, còn dùng dung mạo cùng hình dáng trước đó. Ngươi cũng không muốn đưa tiền có đúng không? Trương Huyền hừ lạnh. Ta tin tưởng nhân phẩm của Bạch Nguyễn Khanh, giao đấu, cũng không phải vì đánh cược. Lưu Ngọc Liên gật đầu, vừa định nói tiếp, cái cổ đau xót, hô thấy được cái mông của mình. Lạch cạch. Đầu rơi trên mặt đất, liền lăn lông lốc vài vòng. Tốt, còn có không muốn đưa tiền sao? Không muốn trả, cũng không quan trọng, chỉ cần dám đến thông thần điện, ta gặp một lần, giết một lần. Giết tới các ngươi trả mới thôi. Chẳng muốn nói nhảm, Trương Huyền vỗ kiếm một cái, thản nhiên nói. Các ngươi muốn trốn nợ, nằm mơ. Ngươi, trước đó, đám người Bạch Diệp trưởng lão ngụy trang, bọn họ nhận không ra, cho rằng có thể là một ít đệ tử hạch tâm không biết tên, bị một kiếm chém giết. Cũng không có bởi vậy cho rằng vị ta rất tuấn tú này cường đại. Giờ phút này Lưu Ngọc Liên bị một kiếm chém đầu. Tất cả mọi người sợ hãi. Giờ mới hiểu được, vị trước mắt này đến cùng lợi hại bao nhiêu. Cái tên cổ quái này, cùng một chỗ động thủ giết hắn. Hắn khả năng không phải đệ tử hạch tâm của chúng ta. Có người hô lên. Đệ tử hạch tâm, mạnh nhất là Hà Tĩnh Thiên, cũng không có khả năng một kiếm chém đầu Lưu Ngọc Liên. Nhưng người trước mắt này làm được, khẳng định có cổ quái. Không biết sống chết. Không nghĩ tới đám người kia, vậy mà thật không có ý định đưa tiền, còn muốn giết người, Trương Huyền thật nổi giận. Cho các ngươi mặt, còn muốn thế nào? Đã như vậy, vậy thì toàn bộ chết hết đi. Dù sao bản thân có thông thần ngọc phù của đệ tử hạch tâm,
không trả tiền, liền lần lượt giết, giết tới bọn họ không dám vào mới thôi. Hô! Thân thể khẽ động, chui vào đám người. Trong lúc nhất thời, kiếm khí gào thét, đất rung núi chuyển. Bạch Diệp trưởng lão bị cắt đầu lưỡi, chặt đứt cổ tay, nhìn trước mắt kiếm khí gào thét, toàn bộ thông thần điện hạch tâm đều sắp phải ngã sập, vẻ mặt dần dần biến trắng. Cái tên này, quả thực vô pháp vô thiên, náo xong nội môn, lại muốn ồn ào hạch tâm. Cố nén đau đớn trên người, Bạch Diệp trưởng lão đang muốn dùng phương pháp gì bày ra thân phận, cái cổ tê dần. Lạch cạch, đối phương giết đệ tử hạch tâm, kiếm khí tán giật cắt đầu hắn xuống. Bạch Diệp trưởng lão mở mắt ra, phát hiện đã lần nữa trở lại tiểu viện của mình, trước mắt Bạch Phong cùng một lão giả khác đang đối mặt nhìn nhau, vẻ mặt phát điên, đồng thời giống như già mười mấy tuổi. Bọn họ đều là cường giả chân chính, tu vi đạt đến tiên quân cảnh, nhưng vừa chạm mặt, liền bị chặt rơi đầu. Tất cả đều có chút gánh không được. Ngươi, cũng bị giết. Thấy hắn tỉnh lại, lão giả nhìn qua. Bạch Diệp trưởng lão gật đầu. Mấy chiêu? Lão giả vội vàng hỏi. Hắn bị giết sớm nhất, sự tình phía sau cũng không rõ ràng. Bạch Diệp trưởng lão duỗi ra ngón tay. Ba chiêu, rất nhiều. Nghĩ đến bản thân một chiêu bị giết, lão giả buồn bực muốn chết, thấy đối phương vậy mà chống ba chiêu, tràn đầy không tin. Ngươi dùng kiếm pháp gì, có thể chống đỡ ba chiêu? Lúc nào bản thân cùng vị trước mắt này chênh lệch lớn như vậy? Hắn là một chiêu cũng không chịu đựng nổi. Ta không có sử dụng kiếm pháp. Bạch Diệp trưởng lão cười khổ. Không dùng. Lão giả lắc đầu. Điều đó không có khả năng, kiếm pháp của đối phương nhanh như vậy, cùng cấp bậc căn bản không ngăn được, không sử dụng kiếm pháp, làm sao làm? Chiêu thứ nhất, hắn chặt đứt cổ tay ta, kiếm của ta rơi trên mặt đất. Bạch Diệp trưởng lão nói. Chiêu thứ hai, đâm đến miệng ta, xoắn nát đầu lưỡi của ta, không cho ta nói chuyện. Ra đầu lão giả nổ tung, tê dại một hồi. Nhưng cái này không phải sát chiêu. Đúng vậy, không phải sát chiêu, bởi vì không muốn giết ta, cho nên ta không có chết. Bạch Diệp trưởng lão nói. Vậy ngươi? Lão giả tiếp tục xem tới. Hắn đi chém giết đệ tử hạch tâm khác, ta muốn bày ra thân phận, đi qua khuyên can, bị kiếm khí tán giật chém đầu. Bạch Diệp trưởng lão nói. Kiếm khí tán giật. Lão giả ngây người. Ma đàn, có cần ác như vậy hay không? Không muốn giết. Kiếm khí tán giật liền giết chết một trong tam đại trưởng lão. Còn có thiên lý hay không? Có vương pháp hay không? Hắn là vị thiên tài lĩnh ngộ thần chi kiếm ý kia. Đồng tử co rụt lại, lão giả hiểu được. Hết chương 3629. Chương 3630, Bạch Diệp trưởng lão sụp đổ. Hắn tuy là trưởng lão hạch tâm, nhưng kiếm pháp, ở toàn bộ tông môn không tính là đặc biệt nổi bật. Bị đối phương một kiếm chém giết. Mặc dù buồn bực, nhưng cũng có thể tiếp nhận. Nhưng Bạch Diệp trưởng lão, thân là một trong tam đại trưởng lão, bị kiếm khí tán giật chém đầu. Đối phương rốt cục mạnh đến mức nào? Ngu nữa cũng có cái đại khái. Năng lực như vậy, ngay cả tông chủ cũng không làm được, khả năng duy nhất chỉ có một. Đó chính là, đối phương chính là vị siêu cấp thiên tài trước đó để các trưởng lão điên cuồng kia. Có lẽ vậy. Bạch Diệp trưởng lão gật đầu. Trước đó một mực nghe Bạch Phong nói, vị ta rất biết điều kia có bao nhiêu lợi hại, từ đầu đến cuối đều cảm thấy có chút khoa trương, chân chính đối mặt mới biết được, đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Kiếm pháp của đối phương, thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, lại nhắm thẳng vào hạch tâm, để tất cả chiêu số của hắn đều trở nên không còn tác dụng. Ở trước mặt kiếm pháp của đối phương, thật giống như bị lột trần trụi, không còn bất kỳ ngụy trang. Không đúng, người mới vừa nói, hắn chém giết đệ tử hạch tâm khác. Chẳng lẽ, giống như nội môn, muốn khiêu chiến tất cả mọi người? Đồng tử co rụt lại, lão giả ý thức được không đúng, vội nói. Nhanh ngăn cản. Không còn kịp rồi. Bạch Diệp trưởng lão cười khổ. Đệ tử hạch tâm đã bị giết sạch. Giết sạch. Lão giả, Bạch Phong đều sững sờ. Bọn họ đi ra chẳng qua chừng một phút, hơn 10 vị đệ tử hạch tâm, đều bị giết. Vậy báo tin đám người Hà trưởng lão, bọn họ còn không biết việc này. Lúc này hẳn là ở kiếm các đình, tìm kiếm tung tích cuối cùng ta rất biết điều. Sau một lúc lâu, lão giả nói. Không cần tra xét, ta đã đoán ra là ai, hiện tại liền đi qua tìm hắn. Đứng dậy, Bạch Diệp trưởng lão dặn dò một tiếng. Người đi tìm Hà trưởng lão, tỉ mỉ trình báo sự tình phát sinh,
sau đó để bọn họ về trưởng lão điện, ta cùng Bạch Phong đi tìm vị thiên tài kia, không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh liền có thể mang hắn về. Nói xong, thân thể nhảy lên, bay ra ngoài. Bạch Nguyễn Khanh tìm một cái thông thần ngọc phù, lần nữa trở lại thông thần điện hạch tâm. Người đâu? Nhìn thấy lôi đài trống rỗng, có chút bối rối. Mới vừa rồi còn có rất nhiều người ở đây, làm sao chỉ ra ngoài một chuyến, liền không thấy. Đang buồn bực, bóng người lay động, Hà Tĩnh Hiên vừa cùng nàng đồng quy vu tận cũng đờ đẫn xuất hiện ở cách đó không xa. Chuyện gì xảy ra? Bạch Nguyễn Khanh nhìn qua. Vừa rồi có một gia hỏa tên, ta rất tuấn tú, chém giết tất cả đệ tử hạch tâm. Hà Tĩnh Hiên nói. Mới vừa rồi ở bên ngoài, nghe được tin tức, muốn chạy tới hỗ trợ, không nghĩ tới nhanh như vậy. Tất cả mọi người cũng đã chết sạch. Kiếm thuật này, quá nghịch thiên đi. Tất cả đều giết, ta rất tuấn tú. Bạch Nguyễn Khanh run rẩy, suýt chút nữa ngã sấp xuống. Sư thúc, người đây là muốn nghịch thiên a? Nội môn một người đơn đấu còn chưa đủ nghiền, lại đơn đấu hạch tâm. Có phải ngày mai liền đi khiêu chiến trưởng lão thông thần điện, giết sạch tất cả bọn hắn hay không? Ta đi ra xem một chút. Lại nhịn không được, tinh thần khẽ động, rời khỏi thông thần điện, lần nữa về phòng, vừa vặn nhìn thấy Trương Huyền duỗi lưng mỏi, đứng lên. Sư thúc, ngươi giết sạch tất cả đệ tử hạch tâm ở thông thần điện. Bọn họ đánh cược thua, vậy mà muốn không trả tiền, ta liền giết toàn bộ, dù sao ở trong thông thần điện sẽ không chết, xem như cho bọn hắn một bài học. Trương Huyền thản nhiên nói. Bạch Nguyễn Khanh phát điên. Chỉ vì chút chuyện nhỏ này. Đúng rồi, ngươi xem một chút, bọn họ trả tiền chưa? Trả mà nói, chuyển qua cho ta. Không trả, ta chờ bọn hắn đi vào, lại giết một lần. Trương Huyền khoát tay áo. Bạch Nguyễn Khanh kìm nén ngực đau nhức, có chút không thở nổi. Một cao thủ lợi hại như vậy, chém giết toàn bộ đệ tử hạch tâm. Chỉ vì tiền. Lắc đầu, lấy ra ngọc phù liếc mắt nhìn, một lát sau ngẩng đầu lên. Tiền đã cho, đại khái chừng 10 vạn kiếm các tệ. 10 vạn. Trương Huyền sững sờ. Quả nhiên đệ tử hạch tâm có tiền. Giết 5.000 đệ tử nội môn, cũng mới hơn 20 vạn. Hạch tâm mười mấy cái, liền 10 vạn. Căn bản không ở cùng một đẳng cấp. Xem ra sau này phải giết đệ tử hạch tâm kiếm tiền. Trong lòng cảm xúc, chỉ chốc lát, tiền liền quay tới, Trương Huyền thỏa mãn gật đầu, nhìn về phía nữ hài trước mắt. Vừa rồi kiếm pháp của ngươi dùng không tệ, có điều Thiện Hiểu Thiên giảng giải, thiếu hụt rất nhiều, hiện tại ta giúp ngươi sửa lại thoáng cái, quay đầu đi vào tiếp tục khiêu chiến, kiếm nhiều tiền một chút. Bạch Nguyễn Khanh vốn tràn đầy phát điên, nghe được muốn giảng giải kiếm pháp, vội vàng đứng thẳng người, muốn cẩn thận lắng nghe, liền nghe phía ngoài vang lên tiếng đập cửa, ngay sau đó tiếng quát tháo của Tào Thành Lập truyền vào. Các ngươi là ai? Chúng ta đến tìm Trương Huyền. Một thanh âm vang lên. Nghe được thanh âm này, da đầu Bạch Nguyễn Khanh nổ tung, bờ môi run rẩy. Sư thúc, là Gia Gia, hắn đến rồi. Gia Gia ngươi. Trương Huyền sững sờ. Bạch Diệp trưởng lão, một trong tam đại trưởng lão của Lăng Vân kiếm các, cường giả đỉnh phong chân chính. Cái tên này, làm sao chạy tới? Chẳng lẽ trước đó diễn không tốt, đối phương còn muốn thu bản thân làm đệ tử, thậm chí đích thân đến? Hẳn là như vậy. Dù sao tới Lăng Vân kiếm các mới một ngày, hắn vẫn luôn rất biết điều, không có làm chuyện khác người gì. Hẳn là sẽ không bị nghi ngờ. Vâng. Bạch Nguyễn Khanh gật đầu. Hắn tới là muốn nhận ta làm đệ tử, như vậy. Một lát nữa, ngươi giả bộ như giảng giải kiếm pháp cho ta, thuận tiện dạy dỗ ta một hồi, nói kiếm pháp ta làm sao yếu như vậy, phụ lòng Gia Gia ngươi tín nhiệm. Trương Huyền nhìn qua. Cái này. Bạch Nguyễn Khanh dầu dĩ. Giả vờ giả vịt, nàng không am hiểu a. Cứ làm như thế, nếu không ta không truyền thụ ngươi kiếm thuật. Trương Huyền nói. Được rồi. Bạch Nguyễn Khanh đành phải đáp ứng. Không có cách nào, kiếm thuật của đối phương thực quá đáng sợ, chỉ học hai chiêu, hơn nữa còn là nông cạn nhất, liền để nàng cùng hạch tâm đệ nhất đánh thành hòa nhau, học nhiều một ít, rốt cục mạnh đến mức nào, ai cũng không biết. Loại cơ hội này, tuyệt không thể từ bỏ. Bên này thảo luận, Bạch Phong tiến lên một bước, lấy ra lệnh bài trong tay. Làm sao, không nói lời nào, cho rằng lấy ra cái lệnh bài, liền có thể vào cửa. Tào Thành Lập nhíu mày. Vừa bị thiếu gia liên tục tát hai lần, bản thân còn có chút tức giận, hai người này làm gì, cứ thế chạy tới.
hỏi thân phận cũng không nói, cái phá lệnh bài kia, ở đây khoe khoang. Có gì có thể khoe khoang? Ta là trưởng lão Lăng Vân Kiếm Các, đến tìm thiếu gia của ngươi Trương Huyền. Thấy đối phương không nhận ra lệnh bài trưởng lão, Bạch Diệp trưởng lão cũng không tức giận, thản nhiên nói. Đối phương vừa tới kiếm các một ngày, chưa thấy qua lệnh bài trưởng lão cao cấp như vậy, có thể thông cảm được. Trưởng lão, Tào Thành Lập giật nảy mình, sắc mặt trắng nhợt, vội vàng khom người. Mời vào bên trong. Hắn không giống Tôn Cường. Thân là sơn tặc, trải qua bao nhiêu lần sinh tử, biết trưởng lão Lăng Vân Kiếm Các đáng sợ. Thật muốn động thủ, chết cũng không biết chết như thế nào. Trang bức, vẫn là thôi đi. Có thể còn sống, có nữ nhân, khẳng định mạnh hơn chết nhiều. Bạch Diệp trưởng lão gật đầu, vừa định qua cửa, chỉ thấy quản gia trước mắt ngăn đường đi. Đúng rồi, hai vị chờ một lát, thiếu gia nhà chúng ta có quy định, thời điểm qua cửa, không thể dùng chân trái, cũng không thể dùng chân phải. Mong được tha thứ. Nói xong đi đầu nhảy vào. Cái này, Bạch Diệp trưởng lão cùng Bạch Phong hai mặt nhìn nhau. Còn có người có quy định kỳ hoa như vậy. Thiên tài đều có chút quái dị, có lẽ là thật. Bạch Phong gật đầu. Năm đó quỷ kiếm tính cách cực kỳ quái dị, hiện tại Trương Huyền này, có thể lĩnh ngộ thần chi kiếm ý, tính cách quái đản một ít, cũng có thể thông cảm được. Phù phù, phù phù. Hai người nhảy vào sân. Vừa tới, muốn hỏi Trương Huyền ở nơi nào một chút, liền nghe một tiếng quát tháo vang lên. Ngươi làm sao đần như vậy? Bộ kiếm pháp cơ sở này, ta nói thời gian dài như vậy, ngươi một chút cũng không học được. Loại trình độ này, còn muốn để ra ra ta thu ngươi làm đệ tử, nằm mơ. Bành! Lời còn chưa dứt, cửa phòng mở ra, một nữ hài nổi giận đùng đùng đi ra. Đi theo phía sau là một thanh niên, đầu cúi xuống, vẻ mặt xấu hổ. Bạch Diệp trưởng lão cùng Bạch Phong trưởng lão nhìn nhau. Con mẹ nó! Lại huyên náo một màn này. Ra ra, Phong lão, sao các ngươi lại tới? Ngay thời điểm nghi ngờ, Bạch Nguyễn Khanh giống như vừa nhìn thấy bọn họ, tràn đầy kinh ngạc đi tới. Chúng ta tới. Bạch Diệp trưởng lão trần chờ một chút, vừa định nói ra mục đích, lại nghe được cháu gái nói. Ra ra, người tới vừa vặn, vị này chính là Trương Huyền bán ta dược vật, kiếm pháp thực sự quá kém. Ta đã dạy thời gian dài như vậy, ngay cả kiếm chiêu cơ sở nhất cũng không có học được. Trong mắt Bạch Nguyễn Khanh mang theo chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Nhanh lên một chút, vừa rồi ta dạy cho ngươi kiếm pháp, thi triển cho Gia Gia nhìn một chút. Gia Gia của ta chính là một trong tam đại trưởng lão Bạch Diệp trưởng lão, ngươi không phải muốn bái hắn làm sư ư. Đã như vậy, còn không động tác nhanh lên một chút. Vâng. Trương Huyền xấu hổ, cầm lấy trường kiếm, ở trên không trung vẽ hai cái. Động tác rất xấu, cũng không có kiếm khí, thậm chí ngay cả kiếm chiêu cũng không bằng. Bạch Diệp trưởng lão lần nữa nhìn về phía Bạch Phong. Chúng ta, giống như thằng ngốc như vậy. Muốn lừa gạt, cũng phải diễn thật một chút a. Được rồi, ra ra ngươi nhìn, hắn ngốc như vậy, thực sự không xứng làm học sinh của ngươi, nếu không cứ tính như vậy. Tuy ân cứu mạng nhất định phải báo, nhưng cho ít tiền là được rồi. Thấy ra ra cùng Phong lão đều không có nói chuyện, giống như khiếp sợ, Bạch Nguyễn Khanh còn tưởng kỹ xảo của mình qua ải, thở phào nhẹ nhõm, vội vàng thuật lại một lần. Ngốc! Không xứng! Bạch Diệp trưởng lão sặc nước bọt ho khan. Không biết thực lực chân thực của Trương Huyền này, ngược lại cũng thôi. Vừa bị một đạo kiếm khí tán giật cắt đầu, ngay cả lực đánh trả cũng không có. Nói người ta không xứng. May mắn không có khe nứt, nếu không, khẳng định muốn chui vào. Đúng vậy, ta rất ngốc, kiếm pháp thật không học được. Phụ trưởng lão yêu ái. Trương Huyền vội vàng gật đầu, biểu lộ trên mặt thoạt nhìn tràn đầy khát vọng. Lại có chút tự ti, nội tâm có tức giận, nhưng lại biết tình huống bản thân, không dám nói nhiều. Hiện ra tình cảm phong phú, tràn đầy phong cách chủ nghĩa hiện đại. Bạch Diệp trưởng lão cùng Bạch Phong sắp ra nội thương. Làm cái gì a? Đại ca, không nghĩ tới ngươi không chỉ kiếm thuật cao minh, còn là diễn viên xuất sắc. Vua màn ảnh, xứng. Kiếm pháp của ngươi thật rất yếu mà nói, quả thực không thể nhận làm đệ tử. Nhẫn nhịn một hồi lâu. Bạch Diệp trưởng lão mở miệng. Bất quá, kiếm pháp được xưng vạn binh chi vương, có tác dụng không thể thay thế, nếu như người bái ta làm thầy, có thể từ cơ sở bắt đầu truyền thụ. Rất nhanh, bảo đảm để kiếm thuật của ngươi trở nên giống như Nguyễn Khanh. Cái này, không nghĩ tới giả làm như vậy, đối phương còn muốn thu làm đệ tử, Trương Huyền im lặng,
vội vàng xua tay. Không cần, ta đần như vậy, khẳng định không học được. Không muốn phụ lòng trưởng lão yêu ái. Không có gì, ngươi có ân cứu mạng, báo đáp ngươi, là nên. Thấy hắn một mực không thừa nhận, Bạch Diệp trưởng lão đè nén tâm sắp sụp đổ, nói. Chẳng lẽ ngươi muốn học những binh khí khác, không muốn học kiếm? Nghe được đối phương tìm ra lý do thích hợp như vậy, ánh mắt Trương Huyền sáng lên, vội vàng gật đầu. Đúng vậy a, ta đối với kiếm, không quá cảm thấy hứng thú, mà là muốn học đao pháp. Đao. Bạch Diệp trưởng lão cùng Bạch Phong nhìn nhau, tất cả đều sững sờ. Người một gia hỏa lĩnh ngộ thần chi kiếm ý, nói muốn học đao. Mặt không đỏ sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 154.